Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi phát sóng tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại Lương Duy. Đã lâu lắm rồi chúng ta mới được nghe lại truyện của Lương Duy. Có một số quý thính giả hỏi Thi rằng thầy Tam và thầy Tứ chừng nào phát sóng. Thì nhân đây Thi cũng xin thông báo cho tất cả quý vị chúng ta đều biết. Hiện tại thì thầy Tam thầy Tứ đã gửi ban biên tập và đang trong quá trình chờ lên lịch và sắp xếp thu quay hình thôi. Khi nào có lịch cụ thể thì sẽ thông báo cho tất cả quý vị cùng biết nhé. Còn tập truyện tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nghe một câu chuyện riêng biệt, không có nằm trong series Thầy Tam và Thầy Tứ. Câu chuyện ngày hôm nay sẽ có tựa đề Oán nghiệp tích tụ. Quý thính giả nào chúng ta yêu thích những câu chuyện của Lương Duy, hãy ủng hộ cho tác giả bằng việc theo dõi và tương tác trang Facebook cá nhân của Lương Duy. Đường liên kết của tác giả thì để ở phần mô tả video. Quý thính giả cũng đừng quên nhấn đăng ký kênh, ủng hộ cho Thi và kênh Xóm. Chúng ta nhấn vào cái chuông để chúng ta nhận thông báo mỗi ngày nha. Ngay bây giờ không làm mất thời gian của quý thính giả, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe câu chuyện Oán nghiệp tích tụ, tác giả Lương Duy. Làng Mật, năm 1997. Nhà ông bà Khải Cúc có bốn người con trai, lần lượt tên là Hoàng, Toàn, Chiến, Thắng. Tất cả đều đã lập gia đình. Thế nhưng chưa người nào sinh cho ông bà một mụn cháu nội, khiến cho hai vợ chồng ông bà rất lo lắng. Nếu chẳng may có hiếm muộn thì một hai đứa thôi, chứ đằng này nhà ông bà có cả bốn thằng con trai đều hiếm muộn. Trong khi đi bác sĩ kiểm tra, họ đều bảo sức khỏe của bốn cặp vợ chồng hết sức bình thường, không có chuyện gì đáng lo ngại. Tuy nhiên, đã gần chục năm rồi. Từ ngày anh Hoàng kết hôn đến nay, ông bà đều sốt ruột, ngóng trông cái ngày mà mình có thể ẵm trên tay đứa cháu bé bỏng. Nhưng càng hy vọng bao nhiêu thì càng thất vọng bấy nhiêu. Y học không giúp gì được cho gia đình ông bà, thì ông bà lại tiếp tục nhờ đến thế giới tâm linh. Có thể nói gần chục năm qua, ông bà cùng với các con đi hết các chùa chiền, đền thờ, miếu mạo, nhưng vô ích. Nhờ thầy người ta xem cho, thì họ bảo là đường da trạch nhà ông bà bình thường, không có vấn đề gì cả. Chuyện con cái thì cần phụ thuộc vào duyên, vì con cái là của trời cho. Bao năm qua, cứ được giới thiệu chỗ này có thầy giỏi, thầy hay, thì y như rằng cả ông bà cùng với mấy người con lại đi xem, nhưng đều không có kết quả như ý muốn. Nhiều lúc nghĩ đến cái cảnh của mình, ông Khải lại than thở với bà Cúc. Không biết gia đình mình đã gây ra oán nghiệp gì mà đến bây giờ cũng chẳng có một mụn cháu để bồng. Người ngoài họ bảo nhà mình tịch giống đấy bà. Bố cái quần ác mồm ác miệng thế không biết. Bà Cúc nghe thấy chồng than thở thì cũng than thở theo. Nếu mà tôi biết được nguyên nhân cái sự nó như thế nào thì có lẽ tôi thành thánh rồi, chứ chẳng phải là người thường nữa. Nói thật với ông, tôi cũng xót ruột lắm. Ông xem vợ chồng thằng Hoàng là anh cả, lâu nhất cũng đã tịch đến cả 10 năm nay. Còn thằng Thắng đấy cũng tịch đến 2 năm rồi chứ ít à. Bốn cặp vợ chồng nhà chúng nó cũng đã thuốc thang cả rồi, cũng xem thầy này thầy kia cả rồi, thế mà chẳng có đứa nào ra hồn cả. Bà Cúc trả lời chồng mình rồi nhìn ra phía xa xăm. Bầu trời ở bên ngoài đen thùi lùi, chẳng khác gì cái dòng giống của nhà ông bà. Cuộc đời đôi lúc cũng thật trớ trêu. Vợ chồng ông bà Khải vốn là người có của ăn của để ở trong làng, trong xóm. Các con đều xếp vào cái diện làm ăn khấm khá ở cái làng Mật này. Có thể nói bọn họ cũng chẳng phải lo về của cải. Thế mà tiếng khóc tiếng cười nói của trẻ con bao lâu nay vẫn chưa từng cất lên trong nhà ông bà, làm cho mọi người rất sốt ruột. Lời nói của hàng xóm láng giềng về cái chuyện nhà ông bà tuyệt tự mỗi ngày một nhiều hơn.
Ông bà Khải Cúc bực lắm, nhưng cũng không làm gì được. Cái miệng thiên hạ, họ muốn nói gì thì họ nói, làm sao bịt lại được. Nhưng rồi sự may mắn của gia đình ông bà Khải Cúc cũng đã đến. Số là hôm ấy, ông bà đang nằm ngủ trưa thì bỗng dưng có tiếng nói văng vẳng bên tai. Ông bà thương tình cho tôi xin bát cơm bát gạo để có bữa qua ngày. Hai ông bà đang liêm diêm mắt thì bị đánh thức, cũng có chút bực mình. Mở mắt ra thì thấy một người đàn ông ăn mày, đầu tóc rủ rượi, quần áo rách rưới, trông rất đáng thương thì cũng không nỡ. Ông Khải lúc ấy mới lên tiếng. Này bà đó ơi, lấy cho ông ăn mày này bò gạo đi. Bà Cúc nghe lời chồng, liền đi vào buồng lấy gạo cho người đàn ông ăn mày kia. Ông Khải lúc bấy giờ mới mở lời. Chẳng hay bác quê ở đâu mà lại trôi giạt ở đây ăn xin. Người ăn mày kia nghe thấy ông Khải hỏi thì liền ngẩng mặt lên. Khuôn mặt của ông ta hiện ra có phần hơi dữ tợn, với đôi lông mày xếch ngược. Ông ta nở một nụ cười kỳ quái rồi trả lời ông Khải. Dạ thưa bác, tôi là người Thanh Hóa, năm nay lũ lụt liên miên nên bị mất mùa. Nhà tôi cấy 8 sào ruộng nhưng mà mất sạch, chẳng còn lấy một cây lúa. Nhà lại đồng miệng ăn nên bây giờ mỗi người một hướng tha phương cầu thực, mong rằng có thể lấp đầy cái bụng đói. Ông ta vừa nói xong thì bà Cúc cũng từ trong nhà đoan đã đi ra, cầm cái bò được làm bằng lon sữa ông Thọ có chứa đầy gạo, đổ vào bao của người ăn mày kia rồi động viên. Thôi cố gắng vậy, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, cũng thương đồng bào trong đấy lắm, nhưng mà chẳng biết làm thế nào cả, chỉ mong bà con sớm vượt qua khó khăn. Người ăn mày kia đón nhận bò gạo, thể hiện sự biết ơn, vái chào ông bà Khải Cúc mấy cái rồi toan bước ra ngoài cổng. Thế nhưng vừa được vài bước ra đến gần cổng, ông ta liền quay lại mà nói. Có phải hiện tại gia đình ông bà vẫn chưa có cháu, dù cho các con đã lấy nhau lâu rồi, có đúng không? Câu nói của người đàn ông ăn mày kia khiến cho ông bà Khải Cúc đều trố mắt ngạc nhiên, không nói ra được lời nào vì ông ta đã nói quá chuẩn. Người ăn mày kia lại tiếp lời. Ở gần nhà tôi có thầy phong thủy nên tôi cũng biết được chút ít về thuật phong thủy. Tôi không phải là thầy bà gì đâu. Tôi nhìn thấy cây xà cừ cổ thụ trước cổng nhà ông bà, trông nó xum xuê quá. Nói thật, cây này càng phát triển thì đường cháu chắc của ông sẽ càng bị thu hẹp lại. Có phải trước kia ở đó giống là một cái ngõ cũ, nhưng gia đình không nỡ chặt cây mà chuyển ngõ sang hướng khác, có đúng không? Ông Khải nghe thấy câu hỏi như vậy, miệng run run. Dạ dạ, ông nói đúng quá ạ. Mà sao ông biết ạ? Người ăn mày kia xua xua tay. Việc tôi biết thì nó không quan trọng. Nói thật với ông bà, đường cháu chắc nhà ông bà chính là đi vào đường đấy và bị cái cây kia nó chặn lại, giống như người ta vẫn nói lòng mạch bị chặn lại ấy. Cây nó càng tốt bao nhiêu thì nó càng hút sinh khí của đất đó bấy nhiêu. Và đương nhiên đường cháu chắc của ông bà sẽ bị chặn lại bấy nhiêu. Thế nên trồng cây không phải chỗ nào thích là trồng được đâu. Như nhớ ra điều gì, bà Cúc mới lên tiếng. Dạ tôi cũng nói thật với ông, trước nhà chúng tôi cũng có ý định chặt cây đó đi cho nó thoáng nhà thoáng cửa. Thế nhưng khi đi xem thầy thì thầy báo ở trên cây á có bà chúa ngự, chặt cây là chặt mất chỗ ở của bà đấy, thì gia đình chỉ có nguy to thôi ạ.
Ông Khải thấy vậy cũng gật đầu như bổ củi, chêm vào. Dạ dạ, đúng là có chuyện đó đấy ạ. Thế nên chúng tôi mới không dám chặt cây đi. Người đàn ông kia nghe thấy vậy thì cười cười, nói chắc nịch. Đúng là chặt nhà của người ta thì không nên thật. Nhưng mà tôi thấy ở đây chẳng có ai ngự cả. Chặt được hết. Tôi dám khẳng định với ông bà. Chặt cây tháng này thì tháng sau ông bà sẽ đón nhiều tin vui bất ngờ đấy. Mà ông bà thử nhìn mà xem. Tôi chưa thấy chỗ nào mà năm nhà ngói mái đó đều năm gian rồi mọc sàn sát nhau, chỉ đi chung một cái ngõ. Đấy, đến khi cái cây kia nó chặn một cái thì cả năm nhà đều bị tắt đường con cái. Nghe người ăn mày kia nói vậy thì cả hai vợ chồng ông bà Cúc, mồ hôi từ trên trán bắt đầu túa ra như tắm. Quả thật, nhà ông bà vừa có của ăn, của để. Hơn nữa, đất đai ông bà tổ tiên để cho cũng rất rộng, nên bốn người con của ông bà sau khi thành gia lập thất đều được chia cho những mảnh đất liền giải với nhau để xây dựng nhà. Bốn ngôi nhà kia thì được chia đều sang hai bên. Nhà ông bà thì ở vị trí trung tâm. Hơn nữa, theo ý của ông Khải thì năm ngôi nhà phải chung sân, chung tường và chung cả ngõ đi nữa. Tức là năm ngôi nhà chỉ có một ngõ đi thôi. Trông thì cũng đẹp mắt đấy. Thế nhưng nếu nhìn kỹ thì cũng khá là bí và nhiều khi còn bất tiện. Nhưng tính ông Khải có phần gia trưởng. Con cái có ý kiến về chuyện mỗi nhà một sân một ngõ thì thế nào cũng bị ông mắng cho không thương tiếc. Nghe người ăn mày kia nói thế thì ông Khải mới vỡ lẽ ra. Vậy bây giờ phải chặt cây đi phải không ông? Đúng vậy, cứ chặt đi. Người ăn mày kia khẳng định chắc như đinh đóng cột. Nhưng trong thoáng chốc, cái khuôn mặt có phần nhem nhốt kia có một ánh mắt thể hiện sự dữ tợn cùng với nụ cười có phần quái dị. Bà Cúc nghe thấy vậy thì giật giật tay chồng. Hãy cứ thử một lần xem sao. Dù gì cũng chỉ là một cây xà cừ, để cũng chẳng có tác dụng gì cả. Mà đúng thật đó, tôi thấy âm u cái nhà làm sao ấy. Ông Khải nghe thấy thế thì cũng gật gật, nhưng vẫn hỏi lại người ăn mày kia. Thế nhưng có cần lễ bái gì không ông? Hay cứ như thế mà chặt thôi? Người đàn ông ăn mày kia nghe hỏi thì bật cười, khiến cho ông bà Khải Cúc sững sờ một lúc, rồi ông ta mới nói. Cứ thế mà chặt. Cây nhà ông bà chứ có phải cây nhà ai đâu mà khấn với chả vái. Mà thôi, thiên cơ chỉ có thể tiết lộ đến đây thôi. Có lẽ xin phép ông bà, tôi còn phải đi kiếm ăn. Nói rồi, người ăn mày kia quay ngoắt đi luôn. Người đó đi nhanh cứ như bay. Chỉ trong thoáng chốc là bóng dáng của ông ta đã biến mất dạng trước sự ngạc nhiên của vợ chồng ông Khải bà Cúc. Mãi một lúc sau, hai ông bà mới trấn tĩnh lại, giống như mình vừa thoát ra khỏi cõi mộng mị. Ông Khải khi đó liền lật đật chạy vào thắp hương gia tiên, rồi nói với vợ. Tôi nghĩ các cụ nhà mình hiển linh, dẫn đường chỉ lối cho người kia về đây, giúp gia đình mình đấy bà. Ngày mai tôi sẽ bán cây xà cừ cho lão Mai làm gỗ ở đầu làng. Mấy lần lão gạ tôi bán, nhưng mà tôi không đồng ý. Bây giờ thì thoải mái bán, chẳng phải sợ bà cô này với bà cô kia nữa. Người ta chặt gỗ xong thì tôi sẽ cho người xây luôn lại cái cổng ở chỗ đấy. Nếu được như ông ăn mày kia nói thì quả thật là nhà mình còn phúc đó bà à. Vậy là sáng hôm sau, tiếng xẻ cưa vang lên ở nhà ông Khải. Và chỉ trong vòng một buổi sáng là cây xà cừ cổ thụ cũng được hạ xuống một cách gọn gàng. Mặc dù người ăn mày kia nói là không cần cúng bái, nhưng vốn tính cẩn thận, trước khi hạ cây, ông Khải vẫn dặn vợ con
làm mâm xôi con gà để cúng. Và buổi trưa hôm ấy, gia đình ông lại quây quần với nhau. Nhìn 10 người lớn mà không có một bóng dáng đứa trẻ con khiến cho ông Khải lòng đau và tủi thân lắm. Nhưng vẫn cố giấu những giọt nước mắt để các con khỏi buồn. Và vẫn như thường lệ, hễ gia đình của ông bà Khải họp mặt đông đủ thì chuyện con cái được đưa ra bàn tán sôi nổi nhất. Mọi người đều chia sẻ đến thầy này, thầy kia, thuốc này, thuốc nọ, nhưng tất cả đều chưa cho hiệu quả. Thấy các con nói như vậy thì ông Khải mới lên tiếng. Các con à, thầy thì cũng đã già, chỉ mong có một mụn cháu để bế bồng. Thế nhưng sao mà khó quá. Chẳng giấu gì các con, thầy và ô chúng mày hôm qua gặp một người kỳ lạ. Người ta bảo cây xà cừ nhà mình chẳng mất đường con cái, nên phải chặt bỏ. Mọi chuyện có thể đùa, nhưng tâm linh thì không đùa được đâu các con à. Hôm nay thầy làm theo rồi, chặt cây xong thì thầy sẽ cho người xây cái cổng về chỗ cũ. Ây, mong rằng lúc đó đường con cái của các con sẽ được hanh thông, thầy và U cũng có cháu bế bồng. Nghe bố nói, anh Hoàng con cả của ông bà liền lên tiếng. Dạ, mong rằng việc chuyển đổi phong thủy này sẽ phát huy tác dụng ngay. Bao nhiêu năm vợ chồng anh em chúng con đã cố gắng lắm rồi. Nếu như bốn anh em chỉ có một hay hai người bị thì bình thường, nhưng đằng này tận cả bốn người bị, quả thật là bất thường. Xem đi xét lại, vẫn nên xem lại phần âm nhà mình đó thầy à. Thấy các con có vẻ cũng đồng lòng, ông Khải gật gù tỏ vẻ hài lòng lắm. Vậy là chỉ trong ngày hôm sau, ông lại thuê đám thợ về xây cái cổng trở lại vị trí cũ, giống như từ thời ông còn trẻ. Và cũng chỉ trong vòng hơn một tuần lễ thì cái cổng đã xây xong, trông khang trang, đẹp đẽ lắm, càng tôn lên vẻ đẹp cho mấy ngôi nhà ngói mọc san sát nhau. Nhìn mọi thứ đã hoàn thành chỉ trong một thời gian ngắn, ông Khải thể hiện sự hoan hỷ của mình mà nói với vợ. Thật là bao nhiêu năm tôi mới thấy cái cổng nhà mình nó đẹp như thế. Biết vậy mình làm sớm mà thì tốt biết mấy. Thì tôi đã nói với ông bao lần rồi, nhưng ông bảo rằng cái cây kia rậm rạp, nó mang phúc khí đấy. Phúc khí thì chẳng thấy đâu, mà nó chẳng mất đường con cái của các con mình. Vậy là thời gian thấm thoát cứ thế trôi qua. Ông bà Khải Cúc mong mỏi tin của các con từng ngày. Cho đến một hôm, đồng loạt bốn anh con trai đều thông báo rằng vợ mình có bầu. Biết được tin đó, ông bà Khải Cúc mừng rơi cả nước mắt. Niềm hạnh phúc đó đã đến với bọn họ một cách khá bất ngờ. Họ không nghĩ được rằng chỉ trong một lúc mà lại đón đến cả bốn cái tin vui. Bốn anh con trai của họ thì như những đứa trẻ con được mẹ thưởng bánh, cứ tiếu tà tiếu tít cả ngày. Có ai từng trải qua cảm giác chờ đợi một đứa con thì mới thấu hiểu được niềm sung sướng, hạnh phúc của các anh lúc bây giờ. Và với sự mong mỏi ấy làm bọn họ vỡ òa trong sung sướng hạnh phúc, nâng niu vợ mình từng miếng ăn giấc ngủ. Và những người vợ cũng không phải làm lụng bất cứ việc gì nặng nhọc, chỉ chờ cho đến ngày sinh con mà thôi. Cuối cùng ngày sinh nở của bốn người con dâu cũng đã đến. Niềm vui càng nhân lên gấp bội khi cả bốn nàng dâu đều sinh cho ông bà những đứa cháu trai kháu khỉnh, mặt đẹp tựa thiên thần. Ẵm mấy đứa cháu trên tay mà ông bà rưng rưng nước mắt. Thế nhưng ông bà lại không thể tưởng tượng được những đứa cháu này lại là mầm mống cho những sự bất hạnh sau này. Xấu là anh Hoàng hôm ấy đi bắt cá đêm, cố gắng kiếm cho vợ con cá chép nấu cháo sau sinh nên về muộn. Khi về đến nhà thì trời tối om, nhưng biết vợ ngủ ở trong nhà cùng với con nên anh không dám bật điện vì sợ làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của vợ con mình. Anh bắt đầu rón rén định bụng ra giếng tắm rửa sạch sẽ
rồi lặng lẽ lên giường ngủ. Mặc dù năm ngôi nhà ngói chung một cái cổng, một cái sân và bốn bức tường, nhưng mỗi nhà đều có những cái giếng đào riêng. Thế nên dù anh Hoàng có tắm rửa cũng không phải sang tắm nhờ nhà bố mẹ hay các em mình. Nói chung, mỗi nhà đều có một không gian sinh hoạt riêng, chẳng ảnh hưởng đến nhà nào. Dưới ánh trăng sáng của mùa hè, anh Hoàng múc từng gáo nước dội vào người, xua tan đi những cái oi bức, những thứ không sạch sẽ trên cơ thể. Trong lòng anh cảm thấy lâng lâng vì cảm giác lần đầu được làm cha. Anh đã chờ đợi cái khoảnh khắc đó cả chục năm rồi. Anh hình dung ra thằng bé sau này lớn lên sẽ giống anh, cao to, vạm vỡ, đẹp trai, rồi khối cô trong làng sẽ say nó như điếu đổ. Đang mãi nghĩ thì tự dưng anh cảm nhận được bên vai phải của mình có một cái gì đó giống như một bàn tay lạnh buốt đặt lên. Anh giật mình quay lại thì không thấy ai cả. Điều đó khiến anh thoáng chút ngạc nhiên, vì bây giờ cũng đã tầm 10 giờ rồi. Tự dưng có người trêu mình lúc này thì cũng hơi vô duyên. Hay là... Nghĩ đến đây, anh thoáng chút giật mình. Thế nhưng chợt nhớ đến chị Nguyệt, vợ anh, cũng là người tinh nghịch hay trêu đùa. Anh bắt đầu lên tiếng. Nguyệt đấy phải không em? Nửa đêm nửa hôm trêu anh như này là không vui đâu nha. Nhưng vừa dứt câu thì anh chợt nhận ra vợ mình đang ở cử, hạn chế đi ra ngoài. Mọi việc gần như anh lo hết. Thỉnh thoảng có bà cải, mẹ vợ anh sang giúp. Tuy nhiên, hôm nay bà bảo nhà bên ấy bận nên không sang giúp được. Điều đó khiến anh chột dạ, vì cảm nhận rõ hơi lạnh từ cái gì đó giống như bàn tay mang lại. Anh nhìn sang nhà bố mẹ và các em mình thì đều đã tắt đèn từ lúc nào rồi. Chắc là mọi người cũng ngon giấc rồi. Đang hoang mang không biết điều gì đang xảy ra thì bất ngờ có một tiếng gọi trẻ con nhèo nhéo ở bên tai vang lên. Báo ơi, con ở đây. Báo, cho con tắm với. Anh Hoàng quay lại thì giật thót mình, vì phía dưới chân một thằng bé con tầm khoảng mấy tháng tuổi, người trắng như vôi, đang nhìn anh chầm chầm. Khuôn mặt nó chẳng phải là thằng cún nhà anh đây sao? Nhưng sao nó lại biết đi, rồi biết nói nữa? Nó mới đẻ cách đây một tuần thì làm gì đi được? Hơn nữa, toàn thân của nó trắng toát, trông đến đáng sợ. Nhìn thấy thằng bé như vậy, miệng anh Hoàng lắp bắp. Con là thằng cô cún của bố. Sao con lại như thế này? Đáp lại sự ngạc nhiên của anh là ánh mắt có phần tinh nghịch và nụ cười gian manh của thằng bé, khiến cho anh Hoàng lạnh sống lưng. Mặc dù bây giờ đang là mùa hè oi bức, anh muốn hỏi nó thêm nữa nhưng không thể mở miệng cất lời. Cái gạo nước trên tay thì rơi xuống giếng lúc nào không hay và tạo ra một tiếng tõm có phần quỷ dị. Lúc này anh Hoàng cứ như tượng trong tư thế trần trùng trục, còn thằng bé nó cứ cười khì khì. Khuôn mặt nó toát lên sự ma mị, quái dị đến lạnh lùng. Bố ơi, cần thêm mấy đứa nữa bố ơi. Nó vừa nói thì từ đâu xuất hiện bốn cái bóng lố nhố cũng tầm như thằng bé kia. Tất thảy chúng nó đều trắng toát như vôi. Và lúc này anh Hoàng bất giác nghĩ đến những đứa trẻ con của các em mình. Trong bọn chúng vừa có nét tinh nghịch, vừa có nét hung dữ đến đáng sợ. Anh Hoàng muốn thoát ra khỏi khung cảnh ấy, nhưng toàn thân anh như một khối đá nặng trịch, không tài nào có thể di chuyển được. Thế rồi bốn thằng bé con bắt đầu leo lên đầu, lên cổ anh. Lúc này cảm giác lạnh buốt như có ai chùm đá toàn thân. Mà điều kinh dị hơn, mặc dù chúng nó đều là trẻ con, tính ra cân nặng không đáng bao nhiêu, thế nhưng anh có cảm giác
mình đang cõng cả một quả núi to. Mồ hôi của anh bắt đầu túa ra như tắm, người anh run rẩy và dần dần gục luôn tại chỗ lúc nào không hay. Mắt anh dần dần nhắm lại, nhưng dưới ánh sáng mờ mờ vẫn kịp nhận ra một điều khác lạ. Đó là không hiểu bằng cách nào mà đám trẻ con kia đã lấy một cái xích sắt to bằng cổ tay người lớn choàng vào cổ của bà Cúc, chính là mẹ của anh, rồi lôi đi sần sệt. Tiếng khóc lóc và tiếng kêu cứu của bà Cúc bất giác vang lên bên tai. Cứu mẹ với con ơi, cứu mẹ với con. Tiếng nói cứ thế nhỏ dần, và ánh mắt của anh cũng cứ thế nhắm lại lúc nào không hay, cho đến khi bên tai anh có tiếng nói. Hoàng ơi là Hoàng, đã báo bao nhiêu lần rồi, cứ suốt ngày đánh cá đêm rồi tắm muộn, con ơi là con. Nghe thấy tiếng nói ấy, vừa kéo anh Hoàng ra khỏi chốn u mê, tưởng chừng không có lối thoát. Anh từ từ mở mắt ra, thì thấy trước mặt mình là ông Khải, bà Cúc và cả các em của mình nữa. Tất cả họ đều nhìn anh với ánh mắt có phần lo lắng. Và chính lúc này, anh bất chợt thấy một nụ cười có phần quỷ dị của bà Cúc, như đang cười giễu cợt anh trong thảm cảnh lúc này. Anh nhớ lại hình ảnh đêm qua, rồi lắp bắp. Thằng bé, Ô, chẳng phải Ô. Thấy thằng con trai cả nói lời vô nghĩa, thì ông Khải ngắt lời. Chẳng cái tiền sư bố nhà anh ấy, đời thó nhà ai, suốt ngày nửa đêm nửa hôm tắm. Bây giờ có con rồi đấy, không biết quý trọng mạng sống, thì có ngày á, con anh nó một còi bố đó. Câu nói của ông Khải khiến cho anh Hoàng nhớ đến một điều gì đó. Anh vội nhổm dậy và đẩy đám người, rồi chạy một mạch vào trong nhà mình. Khi vào đến nhà, tự dưng anh cảm thấy khung cảnh có một chút gì đó ma quái. Cái không khí nó không giống như ngày thường, mà thay vào đó là sự lạnh lẽo đến đáng sợ. Anh đảo mắt một lượt, không thấy vợ con đâu. Anh liền dò dẫm từng bước một đi vào căn buồng quen thuộc, hồi hộp mở cửa ra. Tiếng bản lề vang lên kẽo kẹt, càng làm cho không khí căn nhà có phần rờn rợn. Đột nhiên, anh đẩy mạnh một cái rồi đi thẳng vào trong buồng. Anh thấy vợ mình đang nằm quay mặt vào trong, che lấy thằng cu cún, làm anh không nhìn thấy nó. Tự dưng tim anh rung lên bần bật, rồi lấy hết sức bình sinh mà gọi. Mình ơi, mình vẫn còn ngủ à? Không có tiếng trả lời, điều đó càng khiến cho anh lo lắng hơn. Anh liền lấy tay kéo vợ mình ra, thì đột nhiên vợ anh lên tiếng. Cái gì đấy? Đang lừa thằng bé ngủ, suốt cả đêm qua nó cứ khóc eo e, nó có chịu ngủ nghe cái gì đâu. Chị Nguyệt vừa dứt lời thì đúng lúc đó thằng bé cũng khóc. Chị thấy thế thì nhổm đứng dậy nói dỗi. Đấy, con anh ấy thì anh đi mà bế, vừa mới dỗ được một lúc thì đã phá đám rồi. Tôi biết ngay, chẳng nhờ anh được cái gì mà. Mặc dù đang trần trùng trục, nhưng thấy vợ dỗi, anh vẫn cố ôm thằng cún rồi vỗ về nó. Chẳng hiểu nó có cảm nhận được hay không, thế nhưng khi anh vừa ẵm nó đã im bặt, đưa tay lên mút chùn trụt, trông rất đáng yêu. Thấy vậy, anh liền nói nửa đùa nửa thật. Chắc mình có mùi gì thằng bé nó ngửi thấy nó không thích, cho nên nó khóc như thế rồi. Con yêu cô bố, cục cưng cô bố nè. Anh vừa nói vừa đựng thằng bé, làm cho nó cười. Bất giác trước mắt anh, khuôn mặt trắng như vôi lại hiện ra, nhấp nháy ẩn hiện, khiến anh giật mình, liền nhanh tay đặt thằng bé xuống giường, rồi chạy như bay ra ngoài trước sự ngạc nhiên của chị Nguyệt. Và thằng bé lại khóc. Chị Nguyệt rít lên. Bố với con chẳng được nước non gì, chưa gì đã cong đuôi lên chạy rồi.
Anh Hoàng vừa chạy ra ngoài thì bị ông Khải kéo tay lại mà mắng. Tôi nói với anh Hoàng nhé, người đâu mà cưới vô thằng mất hồn thế. Từ rày tôi cấm tiệt anh đi đánh cá đêm. Thú vui cái mã mẹ gì, anh thiếu việc để làm à? Đi được một đêm mà quên mất đi buôn gạo đấy. Cái loại anh đúng là vô dụng mà. Thấy bố mắng anh trai, đám em của anh Hoàng cũng chẳng dám nói điều gì. Họ lặng lẽ ra về. Trong lòng anh Hoàng có chút sợ hãi khi chứng kiến biết bao điều lạ từ tối qua đến giờ. Thật sự, những lời bố anh nói, anh hoàn toàn không để tâm, mà đang nghĩ đến một việc khác. Anh đờ đẫn như người mất hồn. Anh ngước mắt lên định nói với ông Khải điều gì, thì phía đằng sau ông, cách độ hơn 20 mét ở góc sân, anh thấy bà Cúc cùng với thằng Cún, toàn thân trắng toát, đang nhìn anh chằm chằm, thỉnh thoảng lại nở một nụ cười quái dị. Anh liền chỉ tay vào hướng đó, miệng lắp bắp kêu lên. Thằng Cún. Thế nhưng ông Khải quay lại thì chẳng thấy ai. Cơn giận dữ của ông càng được dịp dâng lên. Anh nói luyền thuyền cái gì đấy? Mới có gần 40 thôi mà mắt mũi như ông già. Làm gì có ai? Mà thằng Cún nhà anh mới đẻ được mấy ngày thì làm sao mà đi được? Lúc này, anh Hoàng cảm giác trời đất như quay cuồng, và bên tai anh là tiếng cười vang vọng. Anh bịt tai lại. Thế nhưng tiếng cười kia càng lúc càng ghê rợn hơn, khiến anh ngất luôn tại chỗ trước sự chứng kiến của mọi người. Ông Khải thấy vậy thì kêu lên. Ôi trời ơi, cứu người nhanh lên, sao tự dưng lại như thế này? Mấy thằng đâu? Đưa nó xuống trạm xá đi, nhanh lên. Thế là mấy anh con trai của ông Khải chẳng nói chẳng rằng, nhanh chóng bế xốc anh Hoàng để đưa xuống trạm xá. Thế nhưng vừa đi được nửa đường thì tự dưng anh đẩy mọi người ra, rồi cười lên khùng khục, tiếng cười ngay dại. Tao còn sống, chúng mày đã chết. Tao còn sống, chúng mày đã chết. Tiếng nói tiếng cười đó giống như của một người khác, chứ hoàn toàn không phải của anh Hoàng thường ngày, khiến cho tất cả rùng mình. Họ cảm nhận được đầy đủ những sự bất thường, nhưng chẳng ai dám nói ra điều mình nghĩ. Chỉ riêng mỗi ông Khải thì thở dài thường thượt mà thốt lên. Mẹ tiên sư nhà nó, kiểu này nó bị ma nhập rồi chứ chẳng chơi. Ông Khải nói ra điều đó như thừa nhận về một thế giới vô hình mà xưa nay ông vẫn thường hay bác bỏ, nạt nộ mỗi khi vợ con nhắc đến. Và rồi, anh Hoàng mặc cho bố và các em đang tần ngần nhìn mình mà chạy đi, cất lên tiếng cười hô hố. Mọi người thấy vậy, sợ quá đuổi theo anh Hoàng, vì chẳng may anh có điên dại lên thì lại làm điều không hay. May mắn là cuối cùng anh ta cũng đã về được đến nhà mà không hề hấn gì. Mọi người nhìn thấy tình hình cũng đã ổn nên ai về nhà nấy. Ông Khải nhìn con trai một lượt rồi cũng bỏ về nhà, cầm cái điếu cày rít lên rít xuống. Tiếng điếu cày vang lên sòng sọc. Bà Cúc thấy chồng nhăn nhó thở dài thì lên tiếng. Có phải vì việc của thằng Hoàng nên khiến ông trăn trở như thế có đúng không? Cái thằng trời đánh, tự dưng lại ra cớ sự như vậy. Đã bảo nó biết bao nhiêu lần rồi, dẹp mẹ cái đánh cá đêm đi, thế mà chẳng nghe. Mày phải cho thằng này lên bệnh viện tâm thần xem có vấn đề gì hay không. Chứ mà cứ như thế này, có khi bệnh nó quá rồi, cơm lại không ăn, mà lại bốc cái cục cờ mà ăn á, thì đúng là bôi trò trắc trấu vào mặt cái thằng già này. Thôi, ông bớt nóng đi, vào trong nhà nghỉ ngơi đi mà. Bà Cúc vẫn thế, vẫn ôn tồn
như những ngày đầu lấy ông Khải. Bà chịu thương chịu khó, hy sinh cho chồng cho con. Nên vì thế, ông bà mới sống với nhau được lâu dài. Tính ông Khải thì gia trưởng. Nếu mà sống với người khác, không biết nhường nhịn nhau, thì chắc chắn cơm chẳng lành, canh cũng chẳng ngọt. Có khi ông đi đường ông, bà đi đường bà từ lâu rồi. Ông Khải rất nể vợ, nên khi vợ nói thế, thì ông cũng lẳng lặng đi vào nhà để nghỉ ngơi. Còn bà Cúc lại tận tụy chạy ra vườn sau để làm cỏ như thường ngày. Thế nhưng hôm nay, bỗng dưng bà cảm thấy khu vườn của mình sao lạnh lẽo một cách lạ lùng. Hơn nữa, bầu trời đang sáng, bỗng dưng đen xì xì, càng làm cho không gian trở nên kỳ quái, âm u. Mặc dù trong lòng bà có chút bồn chồn, nhưng bà Cúc vẫn cố gắng làm. Bỗng bên tai bà vang lên một tiếng cười, nghe vô cùng quen thuộc. Tuy nhiên bà vẫn không nhớ ra là ai. Bất giác, vụt một cái, một cái bóng nho nhỏ như con chó con, chẳng biết từ đâu phóng qua, khiến cho bà Cúc giật mình. Nhưng vẫn cố gắng trấn tĩnh lại, rồi lên tiếng chửi. Mẹ bố nhà mày, mày định đâm vào bà có phải không hả? Mày không chạy đi, bà lại cho mày rửa mận bây giờ. Bà vừa dứt lời thì tiếng cười kia lại vang lên một cách ma quái, đáng sợ. Khi đang loay hoay với biết bao câu hỏi, thì bất chợt có một hơi lạnh chẳng biết từ đâu phả lên vai, khiến bà lạnh thấu da thấu thịt. Giật mình quay lại thì hỡi ôi, trước mặt bà là một người đàn ông. Đi theo ông ta là một bầy trẻ nhỏ, người trắng như vôi, đang nhìn chằm chằm vào bà, nở nụ cười đầy ma quái. Quá kinh hãi, bà giật lùi về sau, chỉ tay về phía bọn họ, lắp bắp nói: Các người là ai? Tại sao lại vào nhà tôi? Ai ơi, cứu với! Bà vừa cất tiếng thì cổ họng như bị ai đó bóp nghẹt, không tài nào kêu la được nữa. Người đàn ông kia khuôn mặt đầy thẹo chằng chịt, trông đáng sợ vô cùng. Ông ta rít lên những tiếng ai oán, đau đớn. Bà không nhớ tôi à? Sao bà quên nhanh thế hả bà Cúc? Toàn thân bà Cúc bất động. Nghe những câu hỏi kia, bà chỉ biết lắc đầu, như thể hiện sự bất lực. Người đàn ông kia lại càng cười to hơn, cộng với tiếng cười lanh lảnh của đám trẻ con, khiến cho không gian càng thêm ma quái. Khi bà vẫn còn đang hoang mang không biết làm gì, thì mấy thằng bé con nhanh chóng nhảy lên người bà để vần vũ, giật tóc, bá vai, khiến bà đau đớn nhưng không thể la lên. Bỗng chốc, mấy thằng trẻ con bắt đầu dùng hàm răng có những cái nhọn hoắt như răng nanh cắn vào cổ bà. Từng dòng máu tươi túa ra, khiến cho bà Cúc rú lên những tiếng ú ớ vô vọng, rồi dần dần ngã gục xuống nền đất trong tiếng cười man dại của những người đàn ông và lũ trẻ con đó. Trong khoảnh khắc này, bất giác những hình ảnh khi xưa bắt đầu hiện về như những thước phim quay chậm. Khi đó bà Cúc chỉ mới 18 đôi 10, nhan sắc đẹp có tiếng của làng Mật khiến cho biết bao chàng trai si mê. Thế nhưng bố bà là ông cụ Mạnh, chẳng ưng bất cứ một ai. Tính ông cụ gia trưởng, thích người mông đăng hộ đối, học hành đàng hoàng, chứ chẳng thích lũ con trai chân đất mắt toét của làng Mật, vừa nghèo lại còn thất học. Trái với ông bố có phần gia trưởng độc đoán, cô Cúc lại là người hiền dịu nết na, và trong lòng cô cũng đã có người con trai mà mình mong ngóng từng ngày sẽ được kết tóc xe duyên. Thế nhưng phận đời trớ trêu, người con trai đó lại quá nghèo, cũng cố gắng dăm ba lần nhờ người đến mối lái, thế nhưng lại vô ích.
và bị ông cụ Mạnh đuổi ra khỏi nhà. Nhớ đến đây, thì bất giác khuôn mặt cùng với tiếng cười của người con trai năm ấy hiện ra, rồi mọi thứ bắt đầu trở về với sự đen tối hỗn loạn, cho đến khi một tiếng gọi quen thuộc vang lên. Dậy, dậy, sao lại nằm ở đây, bà nó ơi? Nghe thấy tiếng gọi, bà Cúc dần dần mở mắt ra, thì thấy ông Khải ngồi bên cạnh mình lay người gọi. Bà nhìn xung quanh, rồi ngơ ngác lên tiếng hỏi. Sao tôi lại ở đây? Tôi... Bà chưa kịp nói hết câu, thì ông Khải đã ngắt lời. Tôi cái gì mà tôi? Già rồi phải biết giữ gìn sức khỏe chứ. Mai mà tôi thấy sốt ruột, nên tôi ra ngoài đây tìm bà đấy. Nếu lờ mà lờ mờ, có khi bây giờ bà đã... Ông Khải chưa nói hết câu thì có tiếng cười hô hố từ phía sau. U không bị bắt nữa rồi. U không bị bắt nữa rồi. Nhìn bộ dạng như đứa trẻ con của ông con trai cả, ông Khải quắc mắt mắng. Mẹ bố cái thằng kia, không bị bắt cái gì hả? U mày nằm ở đây mà không biết đường, đỡ u mày vậy. Cái thằng trời đánh kia. Trái với thái độ có phần cáu kỉnh, khó chịu của ông, anh Hoàng mặt tươi cười. Anh nói. U chưa bị bắt, U chưa bị bắt, là U còn sống. Từng câu, từng chữ như chọc đúng vào chỗ ngứa của ông Khải. Quá điên tiết, ông liền rút con tông lào ra, phi thẳng về phía anh con trai. May mắn, ngay lúc đấy, đám con trai của ông Khải chạy ra can ngăn, nên không xảy ra bất cứ chuyện gì. Anh Toàn, con thứ hai lúc đấy, mới giục đám người. Kìa các chú, đỡ U về đi, đôi tôi giữ bắt cả cho. Thế là anh Toàn chạy lại dắt anh Hoàng trở về nhà, như dắt một đứa trẻ. Còn hai anh kia chạy lại đỡ bà Cúc. Thế nhưng vừa chạm vào người bà, hai anh cảm giác như mình chạm phải cục đá lạnh buốt, nên phải rút tay lại, miệng lắp bắp. Sao người U lại lạnh thế? Thấy hai thằng con trai nói, ông Khải liền lấy tay mình chạm vào người bà, thì cảm nhận bình thường, liền trách các con. Lạnh cái gì mà lạnh? Các anh không muốn đỡ U các anh thì để cái thân già này làm vậy? Còn với chả cái, nuôi từng này tuổi rồi mà đến khi thầy U ốm đau một cái là cấm có nhờ được đứa nào. Thầy, sao thầy nặng lời với chúng con như thế? Anh Chiến vừa nói, vừa rón rén chạm vào người mẹ mình. Thì quả thật, bà Cúc không còn lạnh lẽo như vừa nãy, khiến cho anh cũng có chút ngạc nhiên. Vì nếu một mình anh thấy thì đã đành, đằng này em trai anh là Thắng cũng có cảm nhận như thế. Bà Cúc nhìn thấy thái độ của hai thằng con thì nở một nụ cười. Nhưng vừa lúc đó, bất chợt một mùi tử khí tự dưng bốc lên, làm cho cả khu vườn trong phút chốc trở nên ô uế đáng sợ. Anh Thắng liền lên tiếng. Hình như có con gì đó chết, thối quá thầy U à. Anh nói xong và bắt đầu lần mò vào các chỗ bụi rậm ở góc vườn. Anh cố gắng vén những lá cây tùm ra, thì một cảnh tượng khiến cho anh chết khiếp, giật lùi về sau, chỉ vào đó lắp bắp. Chó chết, có chó. Anh Chiến thấy vậy cũng chạy lại, thì thấy đúng là có một con chó. Nhưng kỳ quái ở chỗ, con chó ấy đội cái nón lá rách, tay chống gậy. Và điều kinh khủng hơn là chẳng biết từ lúc nào, những con nhặn to như đầu ngón tay út người lớn bay đến bâu đầy vào thân nó, tạo nên một lớp áo phía ngoài. Ông Khải thấy hai thằng con trông có vẻ sợ hãi thì liền lên tiếng. Chó chết thì chôn xuống đất cạnh cây bưởi kia kìa. Đàn ông đàn an gì mà sợ cả mấy con chó chết.
Ôi, ở đây thối quá. Các anh ở lại chồng chó đi, tôi đưa u các anh về. Mặc dù nhìn tư thế của con chó bị chết có phần kỳ quái, anh Chiến và anh Thắng vẫn cố gắng hết sức bình tĩnh đào một cái hố cách đó mấy mét và lụi hụi di chuyển xác hôi thối của con chó xuống dưới đó. Điều kinh khủng nhất là khi con chó vừa bị đẩy xuống thì tiếng vò ve của những con nhặn bắt đầu kêu lên. Cuối cùng, công việc khó nhọc cũng đã kết thúc. Các anh đi vào nhà thì bất giác tiếng của ông Khải là lên thất thành. Ôi làng nước ơi, cứu vợ tôi với, làng nước ơi. Nghe thấy tiếng thét của bố, mấy anh con trai chạy nhanh như bay vào thì một cảnh tượng hãi hùng hiện ra trước mắt. Bà Cúc treo cổ, đầu ngoẹo về một bên, và điều kỳ quái là bà còn đội một cái nón lá. Mấy anh con trai nhanh như cắt chạy lại phụ ông Khải ôm lấy mẹ để đỡ bà xuống. Thế nhưng lúc này có cảm giác cả thân xác của bà Cúc nặng như hòn đá tảng, không tài nào có thể nhấc lên được. Và trong phút chốc, cái thân xác ấy bỗng dưng chuyển sang màu đen sẫm, giống như máu tụ, trông đáng sợ vô cùng. Và điều kinh khủng nhất tiếp tục diễn ra khi một đàn nhặn chẳng biết từ đâu bay vò ve đậu vào thân xác đang lủng lẳng của bà Cúc. Cảnh tượng ấy khiến cho anh Chiến, anh Thắng nhớ đến con chó mà hai anh vừa mới chôn. Bất chợt trong suy nghĩ của hai anh xuất hiện sự hoài nghi về cái chết của mẹ mình. Phải chăng có liên quan gì đến con chó đó? Đang mãi suy nghĩ thì tiếng của ông Khải vừa khóc vừa thúc giục. Nhanh, đỡ bà ấy xuống đây, đừng để bà ấy treo như vậy. Lúc này, hàng xóm láng giềng đã bu đông bu đỏ ở nhà ông Khải. May mắn ở trong đám đó có những anh thanh niên tốt bụng. Họ nhanh chóng giúp mấy anh con trai nhà ông Khải đỡ xác của bà Cúc xuống. Rồi một cái quan tài của lão Bính Thợ Mộc được chuyển sang, và đặc biệt có sự xuất hiện của lão Chành Thầy Cúng. Lão này được người làng Mật đặt cho cái biệt danh là Chành Bẹt Dê, vì bất cứ nơi nào có người chết là y như rằng lão ngửi ra hết. Và hôm nay cũng vậy, chẳng biết có phải nghe thông tin ở đâu mà lão biết bà Cúc chết. Lão đi từ ngoài cổng vào, trên tay cầm bó hương to, miệng lẩm bẩm cứ như đọc chú. Đi được một đoạn, lão lại quát ông ổng như kiểu cháy nhà chết người đến nơi. Tất cả tránh ra, để các ngài về đón bà Cúc đi. Hồn bá mà ở trên trần thì có ngài giật chết người như chơi. Tất cả tránh ra, hiểu chưa? Nhìn thái độ thầy ăn tiền của lão thì nhiều người rất nóng mắt, nhưng cũng sợ lão biết cách điều âm binh, có ngày nhà mình lại tan nát, nên chẳng ai dám lên tiếng. Được đà, lão ngày càng vênh mặt tự đắc, cứ thế chạy vào đám đông, dùng mọi động tác như một thầy cúng thực thụ, rồi lại tiếp tục ong ổng. Chết bất thình lình thế này, cho ngay vào quan tài cho tôi, nhanh lên. Mấy tay thanh niên nghe thấy vậy thì bắt đầu hì hục cho cái xác của bà Cúc vào trong quan tài. Sau khi xong xuôi, ông Khải bắt đầu kể lại câu chuyện về cái chết bất thình lình của vợ mình. Thì ra, sau khi dìu vợ vào trong nhà thì tự dưng ông nghe thấy tiếng lục đục giống như ai lục đồ ở trong buồng ngủ. Tưởng rằng có trộm, ông cầm khúc gỗ to như cổ tay hùng hổ xông vào. Thế nhưng vừa bước vào thì thấy một con chó đội cái nón rách chỉ dựng hai chi đằng sau, lừ đừ chống gậy đi qua. Thấy cảnh đó, ông có chút sợ hãi nhưng vẫn cố gắng dùng gậy vụt lấy vụt để về hướng nó. Tuy nhiên, con chó vô cùng ranh mãnh, nó nhanh chóng né kịp rồi phóng ra ngoài. Ông Khải bực tức vì không vụt trúng nó nên liền phóng theo con chó để vụt.
Thế nhưng đuổi mãi vẫn không vụt được. Mặc dù tức anh ách, nhưng ông vẫn phải quay về nhà. Có điều khi vừa bước vào thì một cảnh hãi hùng đã hiện ra trước mắt ông. Đó là thân xác của bà Cúc bị treo lủng lẳng. Nghe đến đây, tiếng bàn tán xôn xao lại tiếp tục vang lên. Và rồi mọi người tự hỏi nhau, tại sao bà Cúc lại ra đi một cách chóng vánh như vậy, trong khi của cải đồ sộ cháu nội trước kia chưa có, nay một lúc đã được ông trời thương tình ban cho đến tận 4 đứa liền. Sự nghi vấn đối với người thích thuyết âm mưu dồn vào ông Khải. Rất có thể vì một lý do nào đó, ông đã ra tay sát hại bà Cúc. Thế nhưng, ai cũng biết ông Khải là người ngay thẳng, có một chút gia trưởng, nhưng đối với bà Cúc thì trước sau như một. Thế nên, cái suy luận ông Khải là kẻ thủ ác hay là nguyên nhân dẫn đến cái chết của bà Cúc nhanh chóng bị bác bỏ. Khi những phán đoán về cái chết của bà Cúc còn chưa ngã ngủ, thì một tiếng cười hô hố bỗng nhiên cất lên. Âu bị bắt rồi, Âu bị chúng nó bắt đi rồi. Tiếng cười ấy không ai khác là của anh Hoàng. Thế nhưng đằng sau tiếng cười ấy là những giọt nước mắt lã chả rơi trên khuôn mặt của anh. Ông Khải đang tiếc thương vợ, nghe tiếng cười, tiếng nói của anh Hoàng chẳng khác nào ngàn vạn mũi dao đâm thấu tâm can. Ông vùng dậy, chạy thẳng ra chỗ anh, túm cổ tát liên tiếp mấy cái. Thằng mất dạy, thằng bất hiếu, mày có để cho mẹ mày yên nghỉ không hả? Ông Khải tát anh Hoàng mạnh đến nỗi khiến cho những người xung quanh đấy phải giật mình. May mà có hàng xóm tốt bụng kéo ông Khải ra một chỗ, chứ bằng không chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Lão Chành Bẹt Rê thấy cảnh đó thì tỏ vẻ như mình là bậc chân nhân đắc đạo, đứng ra căng ngăn. Ơ kìa, tàn già bối rối, hai bố con ông làm cái gì đây hả? Thế thì còn ra cái thể thống gì nữa? Mấy thằng thanh niên, thanh đồ đâu? Ngăn ông Khải lại, không thì án mạng đến nơi bây giờ. Mọi người khi ấy kéo ông Khải vào nhà, còn anh Hoàng thì vẫn đứng ngay dại, nước mắt lưng tròng, bật cười một cách vô duyên, chỉ vào cái quan tài của bà Cúc mà nói. U đi rồi, chúng nó bắt U đi thật rồi. Mọi người bình thường thấy anh Hoàng là người ăn nói lễ phép, biết trên biết dưới, nay tự dưng trở thành như vậy thì rất đổi ngạc nhiên. Mấy anh thanh niên thấy vậy liền chạy lại kéo anh ta vào, để tránh mấy việc không hay xảy ra ở trong đám ma. Đúng lúc này, từ đâu xuất hiện một con mèo đen to tướng. Mắt nó ánh lên màu xanh long lanh như hai hòn bi ve, trông vô cùng đáng sợ. Nó nhìn đám người rồi cất lên tiếng kêu nghe thảm thiết, giống như đứa trẻ con đang khóc. Lão Chành thấy vậy liền hô to: đập chết mẹ con mèo đi, nó mà nhảy qua cái xác thì bà Cúc thành quế nhập tràng bây giờ. Nói rồi, lão chẳng để cho mọi người làm cái việc ấy. Lão cầm luôn khúc tre cạnh mình, phi thẳng về nó. Con mèo nhanh như cắt đã né được, rồi phóng lại gần cái quan tài của bà Cúc. Cứ tưởng rằng lúc đó sẽ có một màn quỷ nhập tràng như lời đồn của thiên hạ. Thế nhưng con mèo nó không nhảy qua xác, mà chỉ đến cái quan tài, rồi chĩa những móng vuốt sắc nhọn dài bằng cả gang tay người, cào sồn sột lên trên thành quan tài. Lão Chành ném một lần không trúng, lại tiếp tục hăng máu, chạy lại lấy khúc tre choảng cho nó phát nữa. Thì bên tai lão và mọi người có tiếng cười ma quái vang lên. Lão Chành nhìn lên, cả đám người khi ấy há hốc mồm khi thấy con mèo đang nhìn bọn họ nở một nụ cười, để lộ ra những chiếc răng nhọn hoắt lởm chởm. Biết là con mèo không bình thường, mọi người khi ấy sợ lắm,
chẳng ai nói với ai lời nào, chân tay run cầm cập. Lão Chành thì cũng có chút sợ hãi, nhưng vẫn bốc phét là đại pháp sư có đủ khả năng trừ ma diệt quỷ. Liền rút ra trong túi một lá bùa màu vàng, trên đó được thiết lên những ký tự loằng ngoằng màu đỏ, chẳng ai hiểu gì. Lúc đó lão mới dõng dạc quát to: "Mẹ bố nhà mày, ma quỷ vương nào dám đến đây càng quấy? Bố mày mà gọi âm binh âm tướng lên thì mày chỉ có mà chết rũ xác nghe chưa con?" Nói rồi lão lấy cái bật lửa trong túi quần ra, đốt lá bùa cháy đùng đùng, miệng lẩm bẩm điều gì, trông chẳng khác nào một pháp sư thực thụ. Con mèo kia sau điệu cười ma quái chết chóc, chẳng biết nó có hiểu lão nói gì hay không. Nó cúp đùi lủi đi mất. Khi ấy mọi người thở phào nhẹ nhõm, lão Chành lại được dịp vênh lên tự đắc. "Mấy cái loại ma cỏ này, đối với pháp sư như tôi, chỉ là chuyện giặt giánh." Quả thật, chẳng biết có phải lão Chành tài phép thật hay không, mà trong đám ma của bà Cúc, hễ có việc gì bất thường là lão lại hô hô, hét hét như thật. Mọi thứ lại trở về với sự bình thường của nó. Một cái đám ma cứ thế lặng lẽ trôi qua với biết bao sự bàn tán xôn xao. Nhiều người tin vào thế giới tâm linh, họ cho rằng sự xuất hiện của con mèo ma là một điềm gỡ, nó đến là để bắt hồn ma của bà Cúc đi. Thế nhưng cũng có người lại cho rằng đó cũng chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, khiến cho những người yếu bóng vía phải sợ hãi thôi. Mỗi người một ý, khiến cho làng mật nhỏ bé trong phút chốc đã trở nên huyền bí, ma mị một cách đáng sợ. Thế nhưng gia đình ông Khải mới là người chịu đựng sự đau khổ thực sự. Từ ngày bà Cúc mất, ông Khải đâm ra khó tính hơn trước, thức khuya nhiều hơn. Dù gì đối với ông, bà Cúc là người phụ nữ không gì có thể thay thế được. Cứ mỗi lần nghĩ đến bà, nước mắt của ông lại lăn dài trên má. Để quên đi cái sự đời kia, ông tìm đến rượu. Thế nhưng càng uống rượu, ông càng cảm thấy cuộc đời bí bách, đau khổ. Nhất là lúc tỉnh, ông cảm thấy trong lòng mình trở nên trống vắng vô cùng. Tưởng rằng mấy đứa cháu nội sẽ giúp ông khỏa lấp đi sự thiếu vắng của bà. Thế nhưng mỗi lần chúng nó cất tiếng khóc, ông càng cảm thấy nhớ bà nhiều hơn. Vì cái giây phút chờ đợi để lên chức ông bà nội từ rất lâu rồi. Ai ngờ đâu, vừa được toại nguyện thì chỉ trong thời gian ngắn ngủi, bà Cúc đã ra đi đột ngột. Nếu bà ra đi bình thường thì không sao, đằng này bà lại treo cổ, khiến cho biết bao người nhìn ông bằng ánh mắt đầy nghi hoặc. Chính bản thân ông sau những cơn say, khi tỉnh dậy, ông luôn đặt ra câu hỏi: tại sao vợ mình lại chết treo cổ? Bên cạnh đó, anh Hoàng ngày càng có rất nhiều dấu hiệu cho thấy anh mắc bệnh tâm thần. Thế nhưng khi đưa lên bệnh viện thì dường như anh lại biến thành một con người khác, nói năng và hành động đều hết sức bình thường. Thấy anh như vậy, các em của anh đều chán nản, không đưa đi chữa trị. Họ cứ để anh như vậy ở nhà, nói điên nói dại một mình. Còn chị Nguyệt vợ anh khóc lóc không thôi. May mắn có bà cải mẹ chị thường xuyên chăm nom, nên cũng vơi bớt đi phần nào sự buồn tủi. Về phần thằng Cún, nó mới hơn một tháng mà trông đã lớn hơn rất nhiều, chẳng khác nào đứa trẻ một tuổi. Không chỉ nó mà cả những đứa con của em anh Hoàng, chúng nó đều bụ bẩm, lớn nhanh như thổi. Đặc biệt nếu ai để ý kỹ, sẽ thỉnh thoảng thấy chúng nó có những nét cười quỷ quái, trông đáng sợ vô cùng. Thời gian cứ thế chậm chậm trôi, ngỡ rằng mọi thứ sẽ diễn ra bình lặng. Thế nhưng sau cái chết của bà Cúc lại là những chuỗi ngày bi kịch đối với gia đình ông Khải, khi lần lượt là những cái chết tiếp tục nối đuôi nhau. Đầu tiên là anh Thắng, con trai út của ông Khải. Anh này làm nghề buôn cá khô, công việc chính của anh
là hàng tuần đem cá lên đến các chợ của huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Trong số các anh em thì anh Thắng được coi là người giàu nhất nhờ giỏi cái tài làm ăn kinh tế. Thế nhưng chính điều đó cũng khiến anh đến với cái chết nhanh hơn, và chỉ cách đám tang của bà Cúc tầm nửa tháng. Số là hôm ấy, sau khi đã đem cá cho các mối ở huyện Lý Nhân, anh về đến con đê làng Mật cũng tầm khoảng gần 10 giờ đêm. Thời điểm này muộn hơn so với những lần khác khoảng 2 tiếng đồng hồ, vì hôm nay khách hàng của anh đòi mua hàng với số lượng nhiều. Mặc dù vất vả đi đêm đi hôm, nhưng cầm những tờ tiền trên tay, anh không khỏi sung sướng với biết bao dự định mới. Trong tay anh bây giờ cũng đã có tiền bạc, vợ thì mới sinh thằng cu con. Cái anh thiếu chính là một ngôi nhà thực sự là của mình, chứ không phải là ngôi nhà ông bà Khải Cúc xây cho. Rồi bắt mấy anh em sống bó hẹp trong một không gian chung sân, chung tường. Những cơn gió mát dịu từ ngoài sông thổi vào như xua tan đi những khó khăn mệt nhọc. Anh hít mũi ngửi để cảm nhận cái ấm áp của hương đồng gió nội. Trăng hôm nay không sáng nhưng vẫn tỏ con đường đê thân thuộc. Từ hai bên vệ đường, thỉnh thoảng có những khóm tre lòa xòa võng xuống, trông giống như những chiếc cần câu kẻo cà, kẻo kẹt đu đưa theo cơn gió. Anh chợt nhớ ra điều gì. Anh lần lục trong cái túi đồ của mình, hóa ra là anh muốn uống rượu. Mặc dù còn trẻ, nhưng tửu lượng của anh Thắng rất khá. Chai rượu nho nhỏ có thể coi là hành trang không thể thiếu đối với anh trong những lần đi xa. Anh lấy ra chai rượu con, dốc lên miệng, rồi ngâm nga mấy câu thơ anh nhớ hồi nhỏ. Sau khi ngâm nga xong, anh cười một tràng dài, như thể hiện sự hòa quyện của mình với sông nước bao la. Thế nhưng khi anh vừa dứt tiếng cười, lại là một tiếng cười nhạo lại, tiếng của một đứa trẻ con. Nó cứ lanh lảnh khúc khích, xem ra có vẻ vui thú. Mặc dù đang nồng nồng trong hơi rượu, nhưng anh Thắng vẫn có thể cảm nhận được sự bất thường trong tiếng cười đó. Anh liền quát to: "Đứa nào trêu ông đấy hả? Tao là tao, không có sợ gì đâu." Anh vừa dứt lời thì từ dưới sông bắt đầu xuất hiện những cái bóng trẻ con lố nhố. Chúng nó vừa đi vừa phát ra tiếng huyên náo, giống như đang vui đùa có vẻ thích thú. Những âm thanh đó cứ lanh lảnh như vọng về từ cõi khác. Thoáng chốc, lũ chúng nó đã đứng trước mặt của anh, nhìn chằm chằm vào anh như muốn ăn tươi nuốt sống. Về phần anh, trông thấy lũ trẻ con trắng toát như vôi, bất ngờ anh phát hiện ra thằng Tuấn, con của mình, ở trong đó. Khuôn mặt kia, ánh mắt kia, anh không nhầm lẫn đi đâu được, vì nhiều người bảo nó giống anh như đúc. Thế nhưng tối nay trông nó trắng phao và hung dữ đến lạ lùng. Anh Thắng lắp bắp: Tuấn, sao lại là con?" Thằng bé giống với thằng cu Tuấn đột nhiên nhảy phắt lên đứng phía trước, rồi trả lời bằng cái giọng nheo nhéo: "Tao không phải là con mày, tao đến để bắt mày đi đó." Câu trả lời cùng tiếng cười quỷ dị của nó khiến cho tai của anh Thắng ù đi. Anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình. Anh cố dụi mắt, nhưng khi mở mắt ra thì đám trẻ con trắng phao vẫn đứng ở đó nhìn anh chằm chằm, nở nụ cười ma mảnh. Nụ cười ấy khiến cho chân tay anh run rẩy, và trong giây phút ấy anh chẳng cần phải suy nghĩ thêm, cứ thế co giò chạy cho đến khi trong bóng tối anh vô tình va vào một người nào đó đi ngang qua, khiến cho anh ngã lăn lóc ở trên bờ đê. Tưởng rằng có người đến cứu, anh ngẩng đầu lên khẩn khoản: "Có mà, cứu tôi với, tôi xin." Thế nhưng khi vừa dứt câu, người kia đã hiện ra trước mặt anh
với bộ dạng vô cùng gớm ghiếc. Mặt của người đó ghé sát vào mặt anh để lộ ra nhằn nhịt những vết sẹo, miệng nở một nụ cười rộng đến tận mang tai. Nhìn bộ dáng đó, anh Thắng hốt hoảng nhổm dậy thì phát hiện thằng cu tủn đang ngồi trên vai anh, cười lên the thé lúc nào không hay. Sợ quá chẳng còn cách nào khác, anh Thắng liền liên tiếp van xin nó. Thầy xin con đó, con tha cho thầy đi, con nỡ lòng nào. Đáp lại anh vẫn là tiếng cười the thé của thằng cu tủn. Còn cái thân ảnh kia bắt đầu túm lấy cổ anh, lôi đi sần sệt như một gã đồ tể. Trong phút chốc, anh Thắng bị lôi đi một đoạn khá dài. Toàn thân anh ê ẩm, đau đớn, nhưng không tài nào kêu ra tiếng được. Miệng cứ ú a ú ớ, chẳng khác nào người câm. Lúc này, dường như ở đây là một thế giới khác, hoàn toàn không phải thực tại. Khi anh nhìn thấy mẹ mình còn trẻ, giống như trong những bức ảnh đen trắng kỷ niệm bà hay cho anh xem. Trong thế giới ấy, giống như thước phim chiếu về khung cảnh đám cưới bố mẹ anh, và đằng sau đó là một người đàn ông đứng nhìn xa xăm. Khuôn mặt của ông ta bị che lòa xòa bởi mái tóc dài, nhưng anh vẫn kịp nhìn thấy ẩn sau mái tóc kia là một đôi mắt đỏ rực. Có vẻ như người đàn ông đó đang uất ức về điều gì. Có thể chính là sự ghen tị đối với hạnh phúc của bố mẹ anh. Câu hỏi ấy cứ lẩn khuất trong đầu anh, nhưng dù cố gắng muốn nói, miệng anh cũng không thể nào thốt ra lời được. Và điều kinh khủng nhất cũng đã đến. Anh Thắng thấy thằng Tuấn con anh cầm cây dao nhọn hoắt sáng loáng, dài độ một gang tay, đứng trước mặt anh, nở một nụ cười ẩn chứa sự chết chóc đến đáng sợ. Anh run rẩy van xin. Thả cho thầy đi. Thầy xin con. Thằng bé chẳng nói chẳng rằng, mặc cho những lời cầu xin tha thiết của anh. Nó cứ thế vùng con dao sáng loáng chém liên tiếp những đòn chí mạng, khiến anh rú lên đau đớn và rồi ngất liệm tại chỗ trong tiếng cười the thé. Rồi từ đâu xuất hiện thêm bốn thằng trẻ con nữa. Chúng nó cùng với thằng cu tủn nhảy lên cái xác của anh Thắng, vui đùa giống như chưa có chuyện gì xảy ra. Tiếng cười cùng với tiếng gào thét khóc lóc của chúng nó trong phút chốc đã biến khúc đê đi qua làng mật ma mị một cách đáng sợ. Cái thân ảnh có phần ma quái kia nãy giờ vẫn chứng kiến cảnh cu tủn chém chết anh Thắng thì chỉ nhếch mép cười, rồi dần dần biến mất trong màn đêm u tối lạnh lùng. Về phần chị Hà, vợ anh Thắng, đợi mãi chẳng thấy chồng về thì sốt ruột lên nhà bố chồng khóc sướt mướt. Thầy ơi, thầy xem thầy bảo với các anh trong nhà đi tìm nhà con với. Bình thường tầm giờ này là nhà con đã về từ lâu rồi. Thế mà hôm nay trễ gần 2 tiếng đồng hồ rồi, chẳng thấy bóng dáng nhà con đâu. Từ tối tới giờ người con nó cứ nóng như lửa đốt. Phổi vui chẳng may, anh Thắng có làm sao Chắc con sẽ không sống nổi mất. Chị Hà vừa dứt lời thì chẳng hiểu anh Hoàng từ đâu xuất hiện, cười lên hô hố như một đứa trẻ con. Thắng ơi, Thắng bị bắt rồi, Thắng về với U rồi Thắng ơi. Mặc dù lúc tối ông Khải cũng có uống chút rượu, nhưng khi nghe con dâu nói, bản thân ông lúc này đã tỉnh táo phần nào. Đặc biệt là nhìn thấy cảnh dở điên dở dại của thằng con trai thì ông quát lớn. Mẹ bố tiền sư thằng điên kia, mày có cút đi không hả? Ông mà điên lên, ông đánh chết mẹ mày bây giờ. Có vẻ nghe tiếng quát mắng của bố, anh Hoàng cũng có chút sợ hãi, nên cứ thế từ từ về nhà mình.
nhưng vẫn cố gắng lẩm bẩm mấy câu vô nghĩa. Thân đi rồi thân ơi, thân đi về với U rồi thân ơi. Mặc kệ thằng con trai lớn, lúc này ông Khải liền lấy ra mấy nén hương, đốt lên và cắm vào bát hương tổ tiên, rồi lẩm bẩm khấn vái thành tâm, cầu mong cho con mình tai qua nạn khỏi. Khi ông đang khấn thành tâm, thì từ trên ban thờ, con mèo đen hôm trước xuất hiện trong đám ma của bà Cúc đã ngồi chễm chệ ở đó lúc nào không hay. Trong nháy mắt, nó cất tiếng kêu nghe vô cùng khó chịu, rồi lại chĩa những móng vuốt dài bằng cả gang tay cào cào xuống ban thờ sồn sột. Quá sợ hãi, cả ông Khải và chị Hà không nói được nên lời, chân tay run lẩy bẩy. Trái lại, con mèo lúc này nở một nụ cười ma quái, tựa hồ như đang chế giễu hai người. May mắn thay, đúng lúc đó anh Toàn và anh Chiến cũng có mặt kịp thời. Con mèo trong nháy mắt đã vụt biến mất trước mặt mọi người. Sau khi hai người nghe bố và em dâu kể lại đầu đuôi câu chuyện, thì tức tốc lấy con xe 82 phóng ra bờ đê để tìm anh Thắng. Một không gian u ám bao trùm lấy khúc đê, khiến không gian trở nên lạnh lẽo. Hai người có cảm nhận đó là một thế giới khác, chứ hoàn toàn không phải là thế giới con người sinh sống. Sống lưng của hai người trong phút chốc tự dưng lạnh buốt, giống như có ai chùm đá. Rồi từ nơi cách đó không xa, tiếng cười đùa khúc khích của trẻ con bắt đầu phát ra nghe lanh lảnh, rất ma quái. Anh Chiến nghe vậy thì e dè hỏi lại anh Toàn. Anh ơi, anh có nghe thấy tiếng gì không? Em nghĩ đó là ma quỷ biến thành. Hay là anh em mình về đi, mai tìm tiếp. Anh Toàn nghe vậy thì lấy cái đèn pin đánh nhẹ vào lưng của anh Chiến mà nói. Chú chỉ được cái thần hồn nát thần tính, mỗi thế mà đã quăng dòi vào rồi. Đi theo anh đi, có gì anh lo. Hai người cố gắng tiếp tục đi trên con đường đi, mặc dù trong lòng có chút sợ hãi. Từ trên cao, ánh trăng sáng vằn vặt chiếu xuống dòng sông chảy qua làng mật, tạo ra những vệt sáng lấp lánh, càng tô vẽ thêm sự âm u ghê người. Bất giác từ trên tầng không, một đôi dơi đen thùi lùi chẳng biết xuất hiện từ đâu, vỗ cánh đập vào mắt anh Toàn, anh Chiến túi bụi. Trong phút chốc, anh Chiến loạn choạng tay lái, rồi cả hai ngã sóng xoài xuống dưới con đê gập ghềnh đầy ổ chó ổ gà. Đau quá, anh Toàn cằn nhằn em mình. Ây da, chú đi thế quái nào vậy, đau quá. Anh Chiến mếu máo. Cha tiền sư tại mấy con dơi, cha bố nhà chúng nó. Mới đi được một tí mà sao tay chú lạnh thế, lạnh như đá vậy. Tay nào? Tay em vẫn cầm lấy xe máy đi mà, có chạm vào tay anh đâu. Nghe đến đây, anh Toàn cũng giật thót, miệng lắp bắp. Chẳng phải là... Anh Toàn vừa nói vừa cúi xuống thì hỏi ơi, một cái xác người mờ mờ dưới ánh trăng đã nằm bất động ở dưới đất từ lúc nào. Nhìn thấy cảnh đó, anh dãy như đĩa phải vôi, nhanh chóng nhổm dậy rồi lia đèn pin vào cái xác. Lúc này cả hai anh em trố mắt thảng thốt. Xác chết. Lúc này trước mặt hai người là một cái xác người nằm ngửa, bị cọc tre nhọn xuyên từ phía sau ra trước ngực, máu chảy ra lênh láng, dần dần thấm vào nền đất. Khi ấy, mặc dù rất sợ, nhưng anh Toàn vẫn cố gắng lìa ánh đèn vào khuôn mặt cái xác chết. Rồi anh thẳng thốt la lên. Cái đèn pin trên tay rơi tự do, lăn lông lóc trên mặt đất. Chú Thắng! Là chú Thắng! Thế là hai anh em anh Toàn, Chiến chạy lại cái xác, khóc gào lên. Chẳng biết có phải tiếng khóc của hai người quá to, mà chỉ một lúc sau, có hàng loạt ánh đèn pin loang loáng và tiếng rì rầm bàn tán vang lên. Thì ra là người dân làng mật. Vì quá sốt ruột
nên ông Khải đã nhờ mấy người hàng xóm xung quanh đi tìm con hộ mình. Khi tìm xung quanh làng vẫn không thấy, bọn họ liền kéo nhau lên con đường đê để tìm. Nhìn thấy cảnh anh Thắng chết theo cách thảm khốc, những tiếng khóc não nề bắt đầu vang lên. Mặc dù thông tin liên lạc thời đó chưa phát triển như bây giờ, nhưng cũng có điện thoại bàn. Chỉ một loáng, người dân làng Mật đã báo tin lực lượng công an. Hơn 30 phút sau, bọn họ đã có mặt và làm công tác hiện trường. Tuy đang đêm muộn, nhưng lực lượng công an vẫn tiến hành khám nghiệm tử thi anh Thắng ngay lúc đó. Bằng những biện pháp nghiệp vụ, cuối cùng bọn họ đưa ra kết luận anh Thắng do uống say, không làm chủ được bản thân nên đã ngã vào cọc tre ven đường dẫn đến tử vong. Một kết luận gây bàng hoàng cho người dân làng Mật và gia đình ông Khải. Vì họ biết dù uống rượu nhưng anh Thắng không dễ say như người khác. Đặc biệt, để say ngã vào cái cọc tre kia dường như là điều không tưởng. Tuy nhiên, mọi việc đã rành rành trước mắt. Và hơn nữa, đội ngũ cơ quan chức năng đều có nghiệp vụ của họ. Những gì họ kết luận được đều có bằng chứng khoa học, chứ không phải nói quàng nói xiên. Vậy là trong đêm hôm ấy, cái xác của anh Thắng được đưa về nhà. Cứ như vậy, một cái đám ma nữa của nhà anh Khải lại diễn ra trước sự bàn tán xôn xao của người dân làng Mật. Tôi là tôi nghi nhà đấy bị quỷ ám rồi đó. Mẹ vừa mới chết, nay đến lượt con. Cứ tưởng đẻ thêm được mấy đứa trẻ là có phúc, ai ngờ đâu lại là bi kịch. Mẹ chết, con chết, có khi là trùng tang ấy chứ chẳng chơi. Chủ quan mà không giải đi thì có ngày cả nhà lại chậu ông bà ông giải cũng nên à. Tuy nhiên, có một người sướng nhất trong bối cảnh lúc ấy, không ai khác, chính là lão chành bẹt dê thầy cúng. Nghe tin Thắng chết, lão đeo ngay bộ đồ nghề sang nhà ông Khải, đứng trước cổng để nói oan oan. Chết đường chết chợ như thế này, phải để ở ngoài. Đưa vào nhà hùng người chết không siêu thoát thì thành đám ma ám. Lúc ấy đừng có mà nói thầy không báo trước đó nha. Và rồi cũng chẳng cần ai thuê, lão cứ thế xăng xăng vào. Tính lão vẫn tự nhiên như ruồi. Thế nhưng đố người nào, nhà nào quịch được của lão một xu. Nếu chẳng may không nói gì thì lão tống tế lên đến 18 đời ông bà tổ tiên cũng phải sống lại để nghe chửi. Đám ma của anh Thắng được mọi người tổ chức ngày đêm hôm ấy, vì theo lão chành, anh là người chết đường chết chợ là có vong nó theo bám. Để lâu trong nhà e rằng sẽ rước vong về, đó là điều cấm kỵ. Hơn nữa trong đám ma, con mèo đen lần trước lại một lần nữa xuất hiện, càng khiến cho người ta sợ lời lão chành. Mặc dù chỉ là kẻ buôn thần bán thánh, chẳng có tài cán gì, thế mà chẳng hiểu tại sao mỗi lần lão giơ cái lá vàng vàng đỏ đỏ lên thì những sự ma quái lại hết. Chính vì thế cái đám ma cứ vậy yên bình trôi qua. Chỉ khổ cho chị Hà vợ anh Thắng, quá bụa ở cái tuổi còn trẻ nên chị không chịu nổi cú sốc mất chồng, cứ ngất lên ngất xuống, phải nhờ bác sĩ đến tận nhà truyền nước cấp cứu. Trái lại với vẻ bi thảm của mẹ, thằng cu tủn được bà ngoại bế cứ cười khằng khặc như thể gặp chuyện gì vui lắm. Mọi người chẳng ai nỡ trách đứa bé cả. Thế nhưng tiếng cười của nó mỗi lúc một to, nghe vô cùng kỳ quái, khiến cho những người xung quanh lạnh buốt cả sống lưng. Không chỉ có thằng cu tủn mà mấy đứa trẻ kia cũng cất tiếng cười, càng làm cho cái đám ma vừa bi thương vừa đáng sợ. Những người đến dự đám ma đều biết đó là sự ma sự quỷ, nhưng chẳng ai dám nói ra vì họ sợ vạ miệng. May mắn cuối cùng cái quan tài của anh Thắng cũng được đưa ra ngoài đồng chôn cất đàng hoàng trong buổi hoàng hôn bầu trời đỏ ao quỷ dị. Sau cái chết của anh Thắng, ông Khải đã suy sụp tinh thần hẳn, chẳng thiết tha ăn uống. Thấy bố như vậy, anh Toàn đưa bác cháu tía Tô nấu trứng gà nóng hổi đến bên giường bệnh của ông
xót xa mà nói. Thầy ăn đi cho lại sức. Cái anh cháu tía Tô ăn giải cảm tốt lắm đó ạ. Dù gì thầy bây giờ cũng là chỗ dựa của chúng con. Chẳng mày, chẳng mày. Anh Toàn nói đến đây, nước mắt lã chả, vì trong bốn người con của ông bà Khải thì anh là người sống tình cảm và hiếu thảo nhất. Từ ngày mẹ mất, bản thân anh cũng đau buồn quên ăn quên ngủ. Thế nhưng anh vẫn phải sống tiếp để làm chỗ dựa cho mọi người, nhất là chị Hoài và thằng Cu Bơ, vợ con anh. Ông Khải thấy con trai nấu cháo cho mình thì cố gắng ngồi dậy cầm thìa để ăn. Thế nhưng ăn được mấy miếng, mồm miệng của ông đắng ngắt, giơ tay ra hiệu không muốn ăn nữa, rồi mệt mỏi nói. Thầy sợ thầy không qua được. Nhà bây giờ chỉ chờ vào anh và thằng Chiến thôi. Thằng Hoàng bây giờ ra điên ra dại là hỏng rồi. Thế nên anh phải cố gắng hết sức. Thầy đừng nói như vậy. Người mất thì đã mất rồi, chẳng sống lại được. Nhưng mà người sống thì phải sống tiếp. Thầy cần phải sống đến 100 tuổi để vui cùng với con cháu. Còn đợi thằng Cún, thằng Bơ, thằng Bin và thằng Tốn nó lấy vợ sinh con đó thầy à. Anh Toàn vừa dứt lời thì trong ánh mắt của ông Khải bỗng xuất hiện bốn đứa cháu nội, người trắng như vôi, đang nhìn ông chằm chằm, nở nụ cười lạnh thấu xương thấu thịt, khiến ông giật mình lắp bắp. Kìa, các cháu sao lại đứng đó? Trước thái độ lạ của bố, anh Toàn liền quay ra đằng sau. Thế nhưng lại chẳng thấy bất kỳ ai, liền lên tiếng. Kìa thầy, cháu nào? Làm gì có ai ạ? Chắc thầy bị qua mắt rồi đó. Thôi, thầy cố gắng ăn thêm mấy miếng cháo nữa đi. Không, anh không nhìn thấy bốn thằng cháu nội đang nhìn tôi, nó cười à. Mà sao người chúng nó trắng thế kìa? Rồi chúng nó biết đi từ khi nào thế? Quá ngạc nhiên với những gì bố mình nói, anh cố gắng ngoái trước ngoái sau nhưng chẳng thấy bất cứ một ai. Ông Khải lại tiếp tục lên tiếng. Nhìn đi đâu? Chúng nó đang ôm dài bá cổ của anh kia kìa. Cho chúng nó xuống đi, ở trên đó nguy hiểm lắm. Lời ông Khải vừa nói ra, anh Toàn cảm thấy toàn thân mình đau nhức. Lúc này anh có cảm giác trên lưng mình đeo cả một tảng đá nặng. Bất giác chân anh khuỵu xuống, rồi toàn thân nằm bẹp dưới sàn nhà. Một sức mạnh kinh khủng khiến anh cảm thấy khó thở, mồ hôi vã ra như tắm. Bên tai anh lúc này là một tiếng cười ma quái khiến cho người anh tê tái quay cuồng. Ông Khải nhìn thấy con trai đang quằn quại nằm dưới sàn nhà. Trên lưng anh là bốn đứa cháu nội, người trắng toát đang ra sức hành hạ anh, trông vô cùng kinh hãi. Ông cố gắng trì hô to lên để mọi người đến cứu, nhưng vô ích, miệng ông bây giờ như ngậm hột thị, không tài nào hét lên được. Hai bố con nhìn nhau, nước mắt đầm đìa, như thể hiện sự bất lực trước nghịch cảnh đang diễn ra trước mắt. Có lẽ anh Toàn đã quá sức chịu đựng, khuôn mặt anh tái dại đi, hơi thở dần dần yếu ớt. Chân tay anh mềm nhũn ra, như không còn sức sống. Bỗng dưng gụt một cái, từ trong cõi u minh nào đó xuất hiện một cái bóng mờ quen thuộc. Mặc dù đầu óc anh lúc này chìm vào sự ma mị, nhưng hai bố con ông Khải vẫn kịp nhận ra đó là bà Cúc. Khuôn mặt bà rầu rĩ nhìn hai bố con rồi cất tiếng gọi âm u. Đi theo bà nhanh lên, các cháu của bà. Đám trẻ con đang hành hạ anh Toàn trong thoáng chốc chạy về hướng bà Cúc, tỏ vẻ vui mừng lắm.
Chính vì thế, anh Toàn đã dần dần lấy lại được hơi thở và cũng không còn nặng nhọc như vừa nãy nữa. Bỗng dưng từ đâu xuất hiện một cái bóng áo đen kình kịch, đầu tóc rũ rượi, che kín khuôn mặt, nắm lấy cái bóng của bà Cúc cùng với đám trẻ con kia rồi quát lớn. Đi cho tao, chúng mày dám trái lệnh tao à? Tiếng nói đó vang lên như sấm, khiến cho căn nhà của ông Khải có chút rung chuyển. Và trong phút chốc, cái bóng áo đen, bà Cúc, đám trẻ con kia biến mất ngay trước mặt ông và anh Toàn. Khi không gian chỉ còn lại sự yên ắng, thì một lúc sau, hai bố con mới hoàn hồn. Anh Toàn lúc đó lên tiếng nói với ông Khải. Con nghĩ rằng phần âm nhà mình đang có vấn đề gì rồi. Vừa nãy con cảm thấy khó thở lắm, tự dưng lại nhìn thấy bóng mẹ và một cái bóng đen mà rõ ràng giữa thanh thiên bạch nhật. Con cứ tưởng ma quỷ nó phải xuất hiện vào lúc ban đêm cơ chứ. Ông Khải nghe con nói thì xua xua tay. Ơi, không chỉ có hai cái bóng đấy đâu, mà cả đám trẻ con nhà mình nữa. Nhưng mà người chúng nó trắng toát à. Tình hình này anh phải đi một chuyến để tìm thầy, xem nhà mình gặp cái sự gì. Chứ nếu để như thế này á, e rằng mạng tôi, mạng anh và mọi người cũng chẳng giữ được nữa. Ông Khải vừa dứt lời thì nước mắt bắt đầu rơi. Ông thương cho số phận của gia đình mình, cứ ngỡ có cháu nói giỏi thì hạnh phúc sẽ viên mãn, nhưng bây giờ lại thành ra thế này. Anh Toàn chưa kịp lên tiếng hỏi bố đi tìm thầy ở đâu thì ông Khải như nhớ ra chuyện gì, liền nói luôn. Nếu gặp được một người ăn mày tự xưng là người biết xem phong thủy thì hãy dẫn ông ta về đây ngay, tuyệt đối không để cho ông ta biết về hoàn cảnh của mình lúc này, nghe chưa? Nhớ lấy, phải tìm được đúng người đấy. Nghe lời ông Khải, ngay ngày hôm ấy, mặc dù rất mệt mỏi, nhưng anh đã nhanh chóng khăn gói lấy xe máy lên đường tìm người ăn mày kia. Thế nhưng dù có đi mãi, anh vẫn không tài nào tìm thấy người ăn mày như ông Khải miêu tả. Hỏi người dân thì họ đều chỉ cho người này, người kia xong. Linh cảm anh biết rằng đó chỉ là người ăn mày bình thường, vì những đặc điểm rất đổi bình dân, không có gì đặc biệt cả. Quá đói và mệt mỏi, anh dừng lại quán cơm ven đường để ăn uống lấy sức, thì vô tình nghe được một đám người nói chuyện với nhau. Cái chỗ miếu quan ấy là có con quỷ nó dữ lắm. Nghe đâu mấy thằng thanh niên làng bành không sợ trời không sợ đất, thách nhau ra ngoài đấy ngủ để lấy tiền thắng cuộc. Đến sáng hôm sau, ba thằng chết thẳng cẳng, nằm cứng đờ. Đã thế khiêng cái xác ba thằng chúng nó về, còn nghe thấy tiếng cười văng vẳng, giống như giọng về từ cõi âm ti đấy. Thế mà thầy Huỳnh chỉ làm phép một cái là nghe đầu con quỷ đó chết đứ đừ, chẳng còn đất sống ở đấy nữa. Bây giờ ra cái miếu hoàng ấy ngủ vô tư. Quả thật ông thầy Huỳnh này cũng được đấy. Mỗi tội ăn hơi mặn. Hôm trước nhà ông Bất ở làng mình đấy, có đứa con gái nghe đầu bị ma tạo nó nhập, phát điên phát dại. Ông thầy Huỳnh này chỉ dùng một cành roi dâu nhúng nước tiểu đánh vào người, quay đi quay lại có mấy tiếng đồng hồ là khỏi tiệc. Xong việc, ông ta lấy 5 triệu ngon lành. Kể ra thì thầy Pháp như ông ta cũng dễ kiếm tiền nhỉ? Kiếm được tiền cũng phải tầm sư học đạo mấy chục năm chứ chẳng đùa. Nghe đâu ông ta sang tận bên Tàu để học đấy. Vất vả lắm, tiền bạc kiếm lại như thế. Ôi, cũng là bù đắp cái công người ta mất cái công cái sức đi xa để học mà thôi. Nghe đến đây, anh Toàn vội vàng đứng dậy hỏi lại mấy người đó. Dạ, các bác cho tôi hỏi, chẳng hay nhà thầy Huỳnh kia ở chỗ nào à? Nói thật với các bác, nhà em cũng đang liên quan đến chuyện tâm linh. Chỉ trong vòng hơn tháng mà đã mất đến cả hai mạng người rồi. Thấy dáng vẻ có phần đâm chiêu của anh Toàn, một người trong số ấy mới lên tiếng. Thế là chú tìm đúng cửa rồi, nhà thầy gần đây thôi.
Cứ ra đến cửa quán này á, rẽ phải đến chỗ gốc đa cách tầm khoảng 500 mét, hỏi cái bà bán nước ở đó nhà thầy Quỳnh ở đâu là tìm được đến nơi. Mà này, trước khi vào cửa nhớ đem theo tiền đấy. Nghe đâu không có tiền thầy không có tiếp đâu. Thôi thì đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn, quan trọng là chú được việc. Dạ, cảm ơn bác đã chỉ đường ạ. Đúng như chỉ dẫn, cuối cùng anh Toàn cũng đã đến được nhà thầy Huỳnh. Mùi khói hương nghi ngút từ trong nhà bay ra, làm anh có chút bỡ ngỡ, giống như lạc vào thế giới khác. Anh thấy một người đàn ông ngoài 50 tuổi, mặc quần áo giống như người Trung Quốc thời nhà Thanh, đang cầm cái tẩu thuốc hút thì vội vàng lên tiếng. Xin hỏi chẳng hay đây có phải là nhà thầy Huỳnh không ạ? Đôi mắt một mí có phần láo liên của người đàn ông kia nhìn anh một lượt rồi trả lời. Đúng, tôi là Huỳnh đây. Anh là ai? Tìm tôi có việc gì? Nghe thấy vậy thì anh vui mừng lại gần và không quên dúi vào tay thầy một đồng cô tông mệnh giá 100.000. Anh kính cẩn thưa. Dạ, con tên là Toàn. Chẳng giấu gì thầy, hôm nay con tìm đến nhà thầy là con có việc liên quan đến tâm linh, muốn nhờ thầy giúp ạ. Ông thầy Huỳnh cầm tờ tiền mới cứng, vừa mân mê vừa hỏi. Thế nhà anh ở đâu? Sao lại biết ta mà tìm đến? Dạ, con vô tình nghe người ta kể về thầy. Còn con á, con ở Lằng Mật, cách đây độ khoảng 20 km. Nói thật với thầy, trong vòng một tháng á, mà nhà con đã có tới 2 cái tang rồi đó. Đã thế bố con cũng gặp chuyện ma quỷ, anh trai con á, thì dở điên dở dại. Bây giờ mọi thứ nó rối như bồng bông đấy ạ. Ông thầy Huỳnh nghe thấy vậy thì cặp mắt một mí của ông ta cứ thế nhấp nháy liên tục, rồi ghé sát cái miệng vào tai của anh Toàn mà nói. Tôi vừa nhìn thấy anh là biết gia trạch có vấn đề rồi. Nói thật à, nếu không cứu ngài thì e rằng sẽ còn nhiều người mất mạng nữa đấy. Nhưng mà nói trước với anh là tiền sẽ tốn một khoản kha khá đấy. Khoảng 10 triệu thì tôi mới có thể giúp được. Bằng không thì anh nên đi tìm thầy khác đi. Thứ lỗi cho tôi. Thầy Huỳnh vừa nói vừa nhìn thái độ của anh Toàn. Thế nhưng anh Toàn vốn dĩ là nhà có điều kiện, nên với anh 10 triệu đồng không phải là con số lớn. Anh trả lời luôn. Dạ, thầy cứ giúp con đi. Hết bao nhiêu tiền con cũng chịu à. Tôi là tôi thích người như anh lắm đấy. Cứ thế cho nó dễ làm việc. Lên đường ngay đi. Dưới ánh hoàng hôn, Lạng Mật hiện ra có phần giống như một bức tranh sơn thủy đầy màu sắc, khiến cho ông thầy Huỳnh cũng phải thốt lên tấm tắc. Làng anh đẹp quá ha. Ồ, đúng là Lạng Mật có khác. Ánh nắng ban chiều chiếu xuống chẳng khác gì rót mật nhỉ. Hai người đang đi về phía nhà anh Toàn thì giữa đường gặp lão Chành đang cầm cái đùm đi ngược hướng. Vừa trông thấy anh Toàn chở một người lạ, lão đã gọi. Ơ kìa chú Toàn, đi đâu về mà vội thế? Chở ai đây? Mặc dù đang đi xe máy, nhưng biết tính cái lão này là vua của đĩa đói. Nếu không dừng lại bắt chuyện với lão ta thì y rằng lão sẽ về nhà mình kèo nhèo không buông. Anh Toàn liền dừng lại trả lời lão. Chẳng giấu gì thầy, nhà tôi gặp quá nhiều chuyện cho nên tôi phải đi mời thầy về giải. Giới thiệu với thầy, đây là thầy Huỳnh, người được tôi mời đến để giúp gia đình. Còn giới thiệu với thầy Huỳnh, đây là thầy Chành, chuyên làm nghề thầy cúng à. Lão Chành bị cướp mất bát cơm thì trong lòng hậm hực, bắt đầu nói bằng cái giọng trách móc. Cũng cúng bái gì, nói bao nhiêu lần rồi, tôi là đại pháp sư, hiểu chưa? Anh nói vậy là anh hạ thấp tôi đấy. Mà biết tổng chú rồi, bố con nhà chú coi thường tôi chứ gì. Thầy nhà không mời, lại đi mời thầy ngoài. Cái loại mà mắt một mí thế kia thì có mà bắt dầu mắt.
Ông thầy Huỳnh bị xúc phạm thân thể, nghe vậy cũng chẳng kìm được, xuống luồng xe, rút con tông lào, dứ dứ về phía trước, chửi lại. Thằng thầy giỡn kìa, mày nói ai đây? Mày nói ai một mí? Mắt tao như này là tao thấu sự âm dương. Cái ngữ mày á thì chỉ có thầy bốc phân, mày hiểu chưa? Lão Chành nghe thấy vậy, cộng với việc đang yên đang lành bị cướp mất bát cơm, thì ba máu sáu cân sấn sổ lao vào ăn thua với ông thầy Huỳnh. Thế là tưởng chừng chuyện rất đơn giản, cuối cùng thành ra một vụ ẩu đả. Anh Toàn thấy vậy thì vội can ngăn, nhưng hai thằng cha máu như gà chọi, mặt đỏ tía tai, cứ thấy hất anh ra để tiếp tục giải quyết. Trong cái tình cảnh này, không còn cách nào khác, anh Toàn đành phải hô hoán người ra giúp mình can ngăn hai lão thầy. Trước khi ra về, lão Chành chỉ thẳng mặt vào ông thầy Huỳnh mà xỉa xói. Để xem cái loại mắt một mí, mặc quần áo tàu như mày, làm ăn được cái gì không? Hừ, ông đây chống mắt lên mà xem nhớ. Còn nhà chú Toàn hỏng việc á, thì cũng đừng có mà tìm đến tôi. Lúc ấy tôi lại khinh cho. Đồ nhà không dùng, Toàn là đi dùng đồ sơn thôi. Ông Huỳnh nghe thấy thì thách thức. Hừ, được rồi. Thế thì tối nay à, nhà mày sang bên đấy mà làm phép, xem ai hơn ai. Ai thắng thì nhà anh Toàn sẽ trả tiền cho người đó. Lão Chành nghĩ trong đầu, chắc thằng cha kia cũng thuộc cái dạng buôn thần bán thánh như lão, nên thành ra cũng chẳng sợ gì, liền mạnh miệng chấp nhận lời thách đấu. Đấy nhá, bà con làm chứng đây nhá. Hờ, chính lão mở miệng ra thách thức. Chốt kèo, nhà chú Toàn cứ về đi, tối anh sang để cho thằng cha già này á, nó sáng mắt ra là nó đang gặp cao thủ như thế nào. Mặc dù không gặp được người ăn mày lần trước, nhưng nghe con trai giới thiệu về ông thầy Huỳnh, ông Khải cũng vui mừng. Suốt cả ngày hôm nay, ông nằm một chỗ, gần như không đi lại được, nhưng nghe tin có thầy đến giúp thì lấy làm vui mừng. Ông vội vàng lấy mấy nén hương rồi thắp lên ban thờ khấn vái tổ tiên, như mong muốn tổ tiên hiển linh phù hộ, giúp cho gia đình ông tai qua nạn khỏi. Thầy Huỳnh nhìn bát hương đang nghi ngút khói, bỗng bùng lên một ngọn lửa xanh lét, có những bóng hình ma quái mờ ảo đang cười trên đó, thì lên tiếng quát. Không phải khấn vái gì nữa đâu, gia tiên nhà ông bị ma quỷ nó bắt đi rồi. Nói rồi, thầy lấy ra một lá bùa màu vàng, có những ký tự màu đỏ, kẹp vào hai ngón tay, đưa lên miệng, lẩm bẩm đọc thần chú, rồi phóng về đám lửa xanh đang cháy trên bát nhang. Chỉ trong thoáng chốc, ngọn lửa đã tắt ngúm. Ông Khải và anh Toàn ngạc nhiên, định lên tiếng hỏi, nhưng ông ta tự dưng chạy ra sân ngắm nghía xung quanh một lượt, rồi chạy vào nhà hỏi. Sao lại nằm nhà nằm san sát nhau, rồi chung một cái cổng để vào thế kìa? Hả? Hay chẳng phải bí bách lắm sao? Ông Khải nghe hỏi vậy thì trả lời. Thưa thầy, mảnh đất này do tổ tiên để lại. Ngày xưa các cụ cũng có của ăn của để, nên mua được mảnh đất rộng rãi. Trước khi mất, các cụ nói nếu còn cháu sinh sống trên đất này thì muôn đời sau phú quý. Thế cho nên tôi sinh ra bốn thằng con trai và cho nó cùng ở dải đất này luôn. Dù gì cũng là ruột thịt nên để chung cổng, chung tường, chung sân, chung ngõ cho nó tiện hơn. Nghe đến đây, thầy Huỳnh lắc đầu giải thích. Mảnh đất này phải công nhận là tổ tiên ông khéo chọn. Đúng là tài lộc vào đầy nhà. Nhưng mà hiện tại tôi thấy một thứ trấn yểm rất quan trọng để giữ tài lộc và phúc đức lại bị người nào đó làm mất đi rồi. Do vậy có lẽ nhà của ông mới gặp những sự lạ chết người, mà chết đến hai mạng người trong một tháng, thì e rằng sẽ không dừng lại tại đó đâu. Tôi nhìn thấy trên mảnh đất này có một đám mây đen u ám đang che phủ, nhưng mà không biết nguồn cơn từ đâu ra. Muốn biết đầu đuôi như thế nào
thì phải hỏi các ngài ở trên. Hai bố con ông Khải nhìn lên trời một lượt, chỉ thấy những ánh hoàng hôn, hoàn toàn không có một đám mây đen nào. Anh Toàn vội lên tiếng hỏi. Dạ, thầy xem kỹ chưa ạ? Hiện tại bầu trời đâu có đám mây đen nào đâu ạ. Ông thầy Huỳnh nghe thấy vậy thì cười cười, nụ cười cùng với đôi mắt một mí của ông ta càng tôn lên vẻ thần bí, có chút dị hợm. Ông ta liền trả lời. Anh nói rất là đúng. Thế nhưng nhà anh đâu có đôi mắt âm dương, nhìn thấu mọi vật như ta đâu. Ta nói ở đây mây đen là một thế lực ma quỷ vô hình tạo thành mà ra. Tức là kiếp nạn đấy, anh hiểu chưa? Tối nay nhà anh chuẩn bị cho ta một mâm xôi con gà, đặt ở cái bàn để giữa sân. Ta sẽ hỏi thần thánh nơi đây xem là chuyện gì. Lúc đó mới biết mọi thứ căn cơ thì ta mới giúp được. Thầy Huỳnh vừa nói xong thì lão Chành đi từ ngoài cổng bước vào, miệng bô bô như cái loa phóng thanh. Thầy gì cái lũ ấy, mày đen nào lại nhắc mấy người yếu bóng vía hả? Nhà ông Khải muốn qua cái nạn này thì chỉ phút mốt, không có phải lo đâu. Thầy Huỳnh thấy lão Chành thì trừng mắt đỏ mặt, chỉ muốn lao vào cho lão một trận. Nhưng nếu làm chuyện đó lúc này thì không hay. Thế là ông ta liền lên tiếng. Vậy thì mong thầy chỉ giáo cho. Tôi thì cũng chỉ được như vậy mà thôi. Lão Chành liền nhếch mép. Nhà ông á, cần lễ. Ta đây chỉ cần thanh kiếm gỗ đào với mấy lá bùa, thế là xong. Vâng. Vậy thì mong thầy chỉ giáo. Lão Chành nghe thấy thế thì càng tỏ vẻ đắc chí, liền cấp đích ra về trước sự tò mò của bố con ông Khải. Thầy Huỳnh liền vuốt chòm râu dưới cằm mà nói. Tôi nói thật, cái ngữ này không biết cái gì đâu. Bố con nhà ông cứ chuẩn bị cho tôi mâm xôi con gà, đúng giờ hợi ngày hôm nay là hành lễ. Mà nhớ, xong xuôi mọi việc cứ như đúng thỏa thuận để trả. Tính tôi không thích nói nhiều đâu. Dạ, thầy cứ yên tâm. Anh Toàn trả lời xong thì liền ra chợ mua đồ về nấu xôi, luộc gà. Vì nhà Toàn là đàn bà đẻ ở cử nên chỉ có anh Toàn và anh Chiến làm việc. Hì hục mãi mới xong được mâm cơm mời thầy và những đồ cúng như thầy yêu cầu. Màn đêm buông xuống, mặc dù mới chỉ là cuối hè nhưng không khí lúc này trở nên lạnh lẽo. Có cảm giác nhà ông Khải như một thế giới khác, tách biệt hoàn toàn với bên ngoài. Thầy Huỳnh bắt đầu tiến hành làm phép. Thầy mặc lên người một bộ đạo bào có in hình bát quái sau lưng, rồi cầm hương đốt bùa, múa kiếm, chẳng khác gì mấy tay đạo sĩ trong phim Lâm Chánh Anh, trông ảo diệu vô cùng. Sau khi múa xong, thầy chỉ thanh kiếm lên trời hô to. Kim quang nhật nguyệt cấp báo quyền minh. Lời thầy vừa hô xong, gió bắt đầu vần vũ, làm cho cát bụi ở khu nhà của ông Khải mù mịt cả lên, chẳng khác gì bão cát. Tiếng gió rít chói tai khiến cho ông Khải, anh Toàn, anh Chiến đứng đó có phần liêu xiêu. Cả ba chẳng ai bảo ai, liền vội vào trong nhà đóng cửa, chỉ để hé hé một khe nhỏ đủ để quan sát ra ngoài. Được một lúc, không gian bỗng im lặng như tờ. Thầy Huỳnh đứng đó, trước mặt ông ta là một làn khói trắng đục mờ ảo. Tiếng của ông ta cứ vang lên đều đều, giống như đang nói chuyện với ai đó. Cảm tạ ngài đã chỉ dẫn, bần đạo xin lĩnh kiến. Lời ông ta vừa dứt, cũng là lúc đám khói trắng đục kia dần dần tan ra, rồi cứ thế từ từ bay lên trời, trông vô cùng huyền ảo. Lúc đó, thầy Huỳnh lấy ra một đạo bùa kẹp giữa hai ngón tay, rồi vuốt theo lưng kiếm. Trong nháy mắt, lá bùa bốc cháy lên ngùn ngục. Ông ta phóng lá bùa ra phía trước,
thì từ đâu xuất hiện một con mèo đen kêu lên một tiếng như xé toạc không gian yên tĩnh. Nó nhanh chóng đứng trên bàn lễ, rồi cất lên mấy tiếng bằng giọng nói của một người đàn ông. Mày đến đây phá đám thì mày phải chết. Ông thầy Huỳnh nghe vậy thì gằn giọng. Xem tài cán của mày đến đâu mà dám ngông nghênh như vậy. Thầy Huỳnh vừa nói xong thì liên tục vung bùa phóng về phía con mèo, tạo thành những đốm lửa sáng vàng rực. Thế nhưng con mèo quả là không tầm thường. Nó cứ thế kêu lên những tiếng nghèo nghéo, rồi phóng những cái móng sắc nhọn về hướng thầy nhằm lấy mạng ngay lập tức. Bằng tài phép của mình, thầy Huỳnh cũng né được những móng vuốt kia. Hai bên đánh nhau càng lúc càng hăng, tạo ra những luồng ánh sáng và tiếng nổ chát chúa. Tuy nhiên, chẳng biết có phải nhà ông Khải đã bị phong ấn hay không, mà dường như những tiếng nổ này chẳng ảnh hưởng gì đến những người hàng xóm. Hai bên tiếp tục giao chiến, khiến cho cát bụi mù mịt. Ba bố con ông Khải hồi hộp quan sát, bây giờ cũng chẳng còn thấy gì nữa. Bỗng nhiên, bùm một cái, từ đâu xuất hiện bốn cái thân ảnh đen sì cùng với bốn bóng trẻ con trắng toát lầm lì xuất hiện trong làn khói bụi mịt mù kia. Tiếng cười ma quái the thé vang lên từng hồi, và rồi tiếng thét thất thanh vang lên. Sau đó là một bóng áo vàng ngã sóng xoài xuống sân. Trong phút chốc, những luồng ánh sáng biến mất. Bà bố con ông Khải khi ấy mới quan sát thật kỹ thì thấy thầy Huỳnh đang bò lê trên sân, tay vẫn còn chỉ thanh kiếm gỗ đào về phía trước, thều thào nói: Mày giỏi lắm, mày không ngờ ta lại chết ở đây. Nói dứt lời, thầy Huỳnh bỗng ôm ngực rồi thổ huyết. Những dòng máu tươi trong phút chốc đã loang ra khắp mặt sân, và rồi ông ta gục ngay tại chỗ trong tiếng cười ma quái đáng sợ. Chúng mày tìm người để giết tao hả? Tiếng cười kia vang lên, khiến cho cả ba bố con ông Khải rung lẩy bẩy, không biết phải như thế nào. Thì bỗng dừng cánh cổng nhà ông mở bật ra, một thân ảnh quen thuộc, cũng mặc đạo bào, tay cầm thanh kiếm gỗ, miệng nói bằng cái giọng lè nhè, đúng kiểu người say rượu. Tôi đã nói rồi mà các người không nghe. Mượn thầy giớm ở đâu về, bây giờ phải chứng kiến người ta chết. Thì ra đó là lão Chành. Có lẽ lão cũng đã theo dõi động tĩnh nãy giờ. Bây giờ thấy thầy Huỳnh thế kia nên lão mới xông vào. Đám ma quỷ nghe thấy tiếng người bỗng nhiên đảo mắt nhìn về hướng lão Chành. Mặc dù có chút run rẩy, nhưng lão vẫn ra oai quái quát lớn: Mẹ bố con ma quỷ nhà ông Khải, bố đợi chúng mày lâu lắm rồi, bây giờ xuất hiện cả lũ ở đây, ông diệt hết. Lão bắt đầu kẹp bùa vào hai ngón tay, rồi đưa lên miệng lẩm bẩm độc chú như một đạo sĩ thực thụ, rồi phóng bùa. Quả thật lá bùa cũng có chút phép, khi nhanh chóng hóa thành một đốm lửa phi thẳng về đám ma quái kia. Thế nhưng chỉ trong tích tắc, một cái móng vuốt mèo phi thẳng đến cắm luôn vào ngực của lão ta, khiến cho lão chỉ kịp rú lên một tiếng rồi ngã phịch xuống nền sân. Lúc này anh Hoàng chẳng biết ở đâu xuất hiện khóc lóc kêu là thảm thiết: Chết người rồi, chết người rồi, chết cả rồi. Mặc cho tiếng khóc lóc của anh Hoàng, lúc này bốn bóng đen, bốn bóng trẻ con và cả con mèo đen kia cứ thế lầm lũi hướng thẳng nhà của ông Khải, rồi từ từ mở cửa ra. Ba bố con ông nhìn thấy tám cái bóng kia thì há hốc mồm kinh hãi, khi nhận ra đó chính là bốn người con dâu và bốn đứa cháu nội của ông.
Thế nhưng bây giờ, tất cả quỷ quái đến đáng sợ. Cả ba bố con ông chỉ biết ú ớ, nói không thành lời. Mà các người sao lại... Con mèo đen lúc đó mới nhảy sổ lên phía trước, rồi kêu lên một tiếng. Và trong phút chốc, nó đã hóa thành người. Chứng kiến sự ma quái đáng sợ đó, ông Khải trố mắt kinh hãi, miệng lắp bắp. Sao lại là ông ăn mày? Chuyện này là thế nào? Các con dâu của ông mang thai quỷ, và bây giờ bọn họ cũng biến thành quỷ rồi. Xuống gặp Diêm Vương đi. Lời lão ăn mày vừa dứt thì tám bóng kia lôi sền sệt ba bố con ông Khải ra ngoài sân. Và cuối cùng chúng nó treo lủng lẳng ba bố con ông trên cây xoài phía trước sân. Trong phút chốc, cả ba chẳng khác gì những người treo cổ tự tử. Tiếng cười ma quái lại vang lên. Thấp thoáng ở phía góc sân là một bóng người quen thuộc ẩn hiện, cất lên tiếng khóc nỉ non và buông lời trách móc. Trời ơi, sao lại như thế này hả trời? Đáp lại tiếng khóc não nề của hồn ma bà Cúc là tiếng cười mỗi lúc một to và những câu nói ngây dại của anh Hoàng. Tất cả mọi người đã đi thật rồi, đi hết rồi. Tiếng sấm sét bắt đầu nổi lên. Những cái bóng cứ thế từ từ biến mất, và sau đó là những cơn mưa ập xuống, khiến cho làng mật nhỏ bé trong phút chốc như chìm trong một trận đại hồng thủy. Xen lẫn tiếng sét, tiếng mưa trong đêm, đó là tiếng khóc thảm thiết nghe vô cùng ai oán của anh Hoàng. Cho đến sáng hôm sau, tiếng kêu gào khóc thảm thiết của anh Hoàng đã thu hút mọi người trong làng mật. Nhìn thấy những cái xác ngổn ngang nằm la liệt trên sân nhà ông Khải cùng với ba cái xác treo cổ thì ai nấy đều kinh hãi. Qua xác minh điều tra, tổng cộng có đến 13 cái xác, trong đó bao gồm ba bố con ông Khải, bốn người con dâu, bốn đứa cháu nội nhà ông, thầy Huỳnh và lão Chành. Cơ quan điều tra đã dùng mọi biện pháp nghiệp vụ nhưng vẫn không tìm ra được nguyên nhân cái chết của đám người nhà ông. Còn xác của hai người thầy pháp kia được xác minh là do xô xác rồi dùng dao găm đâm vào chỗ hiểm của nhau. Kết luận của cơ quan điều tra khiến cho người dân làng mật được dịp nhau nhau bàn tán. Nhưng cuối cùng, người khổ nhất là anh Hoàng. Sau cái chết của người thân trong gia đình, anh được cho đi giám định tâm thần và được chuyển vào trại tâm thần ngay sau đó. Nằm cái nhà ngói đỏ tươi, trong phút chốc chứng kiến những thảm kịch chết chóc đã nhanh chóng chìm vào sự ma quái đến rùng rợn. Lời đồn về năm ngôi nhà có ma khiến cho người dân làng mật dù có to gan đến cỡ nào cũng không dám vào đó một mình, nhất là buổi tối. Hằng ngày, từ phía những ngôi nhà đó vang vọng tiếng cười, tiếng nói nghe vô cùng sầu thảm, ai oán. Cũng từ đấy, năm ngôi nhà ngói chung tường, chung sân, chung ngõ của nhà ông Khải năm nào dần dần chìm vào quên lãng. Ít người qua lại, nên cây cối mọc tùm và trở thành đất hoang. Đặc biệt, sau đó độ khoảng một năm, có một doanh nghiệp trên thành phố về nhìn thấy tiềm năng mảnh đất của nhà ông có thể trở thành khu du lịch, nên đã tìm đủ mọi thủ tục để mua lại mảnh đất ấy. Thế nhưng, thủ tục làm chưa xong thì người chủ doanh nghiệp kia bỗng lăn đùng ra chết bất đắc kỳ tử, và mảnh đất ấy lại tiếp tục trở thành đề tài bàn tán. Và từ đấy, mảnh đất nhà ông Khải không còn ai dám đặt chân đến nữa. Cho đến một ngày vào năm 2002, tức là 5 năm sau những cái chết tức tưởi kia, anh Hoàng trở về
anh không còn điên điên dại dại, nhưng khuôn mặt đã trở nên già nua, không còn vẻ đẹp trai như ngày trước. Điều đặc biệt là anh để đầu trọc, mặc quần áo nhà sư và đi theo một vị sư trẻ tuổi. Khuôn mặt thanh tú, trông vô cùng rạng rỡ. Người lặng mật lúc đầu không nhận ra anh, nhưng rồi có người nhận ra và hô to: "Chú Hoàng Điên về làng rồi! Chú Hoàng Điên về làng rồi!" Cái tên Hoàng Điên đã gắn liền với anh 5 năm trước, sau cái vụ thảm sát kia, bây giờ lại được nhắc tới, khiến cả làng mật xôn xao. Và chỉ trong một phút chốc, đám người làng mật đã bu đông bu đỏ như mở hội. Tiếng ồn ào bàn tán vang lên. Khi ấy, nhà sư trẻ kia bỗng lên tiếng: "A-di-đà Phật, ông trời có đức hiếu sinh, nay ta đến đây để hóa duyên, mong bà con hãy để cho chúng ta đi, đừng có hiếu kỳ như vậy." Lời vị sư trẻ nói ra chẳng khác gì tiếng chuông ngân, giống như một mãnh lực nào đó khiến cho mọi người răm rắp làm theo. Cả lần mật lúc ấy im phăng phắc, không một tiếng ồn ào, tự động rẽ lối cho nhà sư và anh Hoàng đi về phía trước, khu nhà năm xưa của ông Khải. Nhìn mọi thứ thay đổi quá nhiều sau 5 năm đằng đẵng, anh Hoàng lúc này mới lên tiếng thở dài: "A-di-đà-phật, cuộc đời quá đúng như một giấc mộng, đau thương chỉ là quá khứ." Vị sư trẻ nghe thấy anh Hoàng thở dài thì liền nói: "Mô Phật, cõi trần gian chỉ là cõi tạm, Chúa đừng biết bao khổ đau. Lần này ta sẽ giúp viễn giác giải nỗi cành cánh ở trong lòng bấy lâu. Tạ ơn sư phụ." Anh Hoàng vừa dứt lời thì vị sư trẻ tuổi liền bước đi vào hướng khu nhà. Điều kỳ lạ là mặc dù khu nhà đã bị cây cối, cỏ dại mọc tùm, nhưng khi cả hai đi vào, tự dừng cây rẽ ra tạo lối đi cho hai người vào, rồi lại tự động trở về nguyên trạng, khiến đám người làng mật mắt tròn mắt dẹt. Bọn họ muốn vào xem lắm, nhưng những đám bụi rậm kia đã ngăn cản. Bên trong khu dãy 5 nhà ngói liền kề, sự xuất hiện của vị nhà sư đã làm cho không gian nơi đây trong phút chốc tỏa ra dương khí, bớt đi sự lạnh lẽo rêu phong. Nhìn qua một lượt, vị sư trẻ kia lên tiếng: "Viễn giác, ta và con ngồi đây, trời sắp tối rồi, một lúc nữa sẽ có người tìm đến đây." "Dạ, thưa sư phụ." Vậy là hai người nhắm mắt ngồi thiền và chờ cho đến khi trời tối, thì bất ngờ xuất hiện một cơn gió lạ và tiếng mèo kêu. Vị sư trẻ kia thấy vậy thì điềm nhiên nói: "Nhà ngươi đến rồi thì hãy hiện nguyên hình đi." Một tiếng cười ma quái vang lên, khiến cho không gian bỗng chốc rung chuyển. Và tiếp theo đó là sự xuất hiện của những cái bóng mờ trong rủ rượi lững thững bước đi. Anh Hoàng mở mắt ra. Lúc này anh nhìn thấy tất cả thành viên trong gia đình mình cùng với lão Chành, thầy Huỳnh, thì nước mắt bắt đầu giàn giụa. Vị sư trẻ thấy anh Hoàng như vậy thì nhắc nhở: "Viễn giác, con hãy tĩnh tâm, chúng ta đến đây là để giải thoát cho bọn họ." Nói rồi, vị sư trẻ kia lại tiếp tục hướng mắt nhìn vào con mèo kia mà nói: "Ta đến đây để hóa duyên, nhà ngươi hãy hiện nguyên hình đi." Con mèo bỗng nhiên vùng vẫy và trong phút chốc biến thành người ăn mày năm xưa, rồi cất lên tiếng cười man dại. Trong không gian lúc này như chìm vào trong sự hỗn độn chẳng rõ trắng đen, cây cối trong phút chốc rung chuyển dữ dội. Người ăn mày bắt đầu cất tiếng nói: "Người đến đây thì sẽ chôn xác tại đây." Nói xong, người ăn mày nhanh như cắt phi thẳng những móng sắc nhọn về phía vị sư trẻ và anh Hoàng. Thế nhưng vị sư chỉ vung tay một cái, trong nháy mắt đã tạo thành những vần sáng màu vàng
khiến cho những cái móc sắc nhọn kia rơi lả tả. Người ăn mày kia thấy thế, lao vào giao chiến với vị sư. Thế nhưng, vị sư trẻ vô cùng điềm tĩnh, từ từ hóa giải những đòn đánh của đối phương. Cây cối nãy giờ rung chuyển ào ạt, trong phút chốc cũng bị sư thầy hóa giải, trở về trạng thái tĩnh lặng. Người ăn mày cố gắng dùng những chiêu độc của mình. Thế nhưng, vị sư trẻ kia vẫn cứ bình tĩnh, hóa giải và phóng tay hẳn về phía của hắn, bẻ những nanh nhọn đang chĩa ra phía trước. Những chiếc nanh nhọn kia bị bẻ thì nhanh chóng bị vô hiệu hóa. Lão ăn mày bắt đầu run rẩy, quỳ xuống van xin. Xin thầy tha tội, xin thầy trú lòng thương. Người ăn mày kia vừa van xin vừa khóc lóc thảm thiết. Trên khuôn mặt của ông ta liên tục ẩn hiện, lúc thì khuôn mặt mèo, lúc thì khuôn người. Thấy vậy, nhà sư liền hỏi: Nhà ngươi rốt cuộc là cái giống gì mà sao lại quái dị như thế này? Dạ, con là mèo. À không, con là đạo sĩ. Vị sư trẻ khi ấy ngạc nhiên hỏi lại: Vậy nhà ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao lại như vậy? Người ăn mày kia bắt đầu chậm chậm kể bằng cái giọng khàn đục, đưa mọi người về quá khứ, cách đó mấy mươi năm, khi ông ta còn rất trẻ. Ở cái độ tuổi hừng hực sức xuân, người ăn mày kia tên là Đỉnh, đem lòng yêu một người con gái tên là Cúc. Thế nhưng gia đình nhà anh chỉ là hạng cùng đinh ở trong làng, không có lấy một mảnh đất cắm dùi. Bố của cô Cúc là ông Ân biết được con gái của mình yêu thằng con nhà cùng đinh thì đùng đùng nổi giận, nhốt cô vào trong nhà kho, không để cho cô ra khỏi nhà. Thế nhưng chính trong cái thời điểm quan trọng ấy, ông đã phát hiện ra con gái mình đã mang giọt máu của người con trai nhà cùng đinh kia. Vì danh dự, gia đình cô Cúc được ông Ân gả cho chính anh Khải, là con trai của bản thân mình. Anh Khải vì cảm mến cô Cúc từ rất lâu nên nhanh chóng đồng ý hôn sự. Đặc biệt, sau khi lấy nhau về, biết cô Cúc đã có con với người khác, nhưng ông Khải vẫn cố gắng vùng vén cho gia đình mình, rồi dần dà cô Cúc cũng dành tình cảm nhiều hơn cho ông. Còn về phần anh Đỉnh, vì ông Ân quá uất ức việc con gái mình bị anh ta làm cho chữa hoang, nên nửa đêm ông đã cho người phóng hỏa hòng đốt chết ba mạng người nhà anh ta. Thế nhưng anh ta may mắn thoát chết, trốn đi biệt tích khỏi làng Mật trong bộ dạng đầy thương tích trên mặt. Cho đến một ngày, anh Đỉnh kia trong bộ dạng người ăn mày quay lại để gặp cô Cúc nhận đứa con của mình. Thế nhưng cô Cúc dứt khoát từ chối, và vì sợ mọi việc bại lộ, cả làng cả tổng biết chuyện mình chữa hoang, nên chính cô đã cùng với ông Ân tìm cách thủ tiêu anh Đỉnh. Một lần nữa, anh Đỉnh lại không chết và bỏ đi biệt xứ. Từ đó có cơ duyên học đạo. Thế nhưng tài của anh học hành cũng bình thường, nên khi giao đấu với ma quỷ bị chúng nó quật chết. Bất ngờ xuất hiện một con mèo tinh đi qua, thấy xác anh vẫn còn dương khí nên đã nhập vào. Và từ đó, một thân xác bỗng chốc tồn tại hai suy nghĩ, hai linh hồn và hai pháp lực. Thế nhưng dù có cố gắng như thế nào, mèo tinh trong thân xác của anh Đỉnh vẫn phải ở núi tu luyện 20 năm để có thể tồn tại được nếu xuất quan. Việc đầu tiên của mèo tinh đó chính là trả thù nhà ông Ân và cô con gái của ông ta là bà Cúc. Thế nhưng chính lúc này, mèo tinh trong thân xác ông Đỉnh phát hiện ra rằng cây xà cừ trồng trước ngõ nhà bà Cúc chính là một cây xà cừ phong thủy, có thể làm cho ma quỷ không thể dỡ được pháp lực. Tuy nhiên, cây xà cừ đó cũng có một nhược điểm là làm cho cung tử của các con ông Khải bà Cúc trở nên hẹp đi rất nhiều, phải kết hôn nhiều năm sau mới có con. Vì đó là mảnh đất năm xưa nhà ông Ân ở, và ông chỉ có một đứa con gái duy nhất, nên khi chết ông đã giao lại toàn bộ cho bà Cúc. Thế nên mảnh đất nhà ông Khải cộng với mảnh đất được thừa hưởng của nhà bà Cúc, nó mới rộng lớn như ngày hôm nay,
có thể xây được 5 nhà ngói san sát nhau chung cổng, chung tường, chung sân. Đặc biệt, ông Ân cũng biết rằng mình đã từng gây nghiệp nặng, sợ con cái sẽ gánh nghiệp nên mời thầy phong thủy làm phép và trồng cây xà cừ trước ngõ. Thế nhưng vì mắc mưu mèo tinh trong thân xác người ăn mày, nên ông Khải, bà Cúc mặc dù có cháu nói giỏi, nhưng đó đều là do ma quỷ biến thành và lần lượt dẫn đến sự ra đi của từng người một. Chỉ có anh Hoàng may mắn thoát nạn vì anh vẫn còn dòng máu của người ăn mày năm xưa chảy trong huyết quản của mình. Thế nhưng vì là con của bà Cúc nên anh vẫn phải gánh nghiệp phát điên. May mắn cho anh, sau mấy năm ở bệnh viện tâm thần chữa bệnh, anh đã gặp được vị sư trẻ có tên là Huyền Minh. Nói trẻ là do khuôn mặt thầy trẻ. Thực ra thầy cũng đã hơn 90 tuổi rồi. Chính nhờ thầy giác ngộ, giảng đạo nên dần dần bệnh tình của anh Hoàng cũng đã thuyên giảm và quyết tâm xuất gia đi tu. Biết đồ đệ còn nhiều canh cánh nên thầy Huyền Minh đã dẫn anh về quê hóa duyên. Nghe xong câu chuyện, cuối cùng thầy Huyền Minh cho hết linh hồn của tất cả mọi người vào trong một cái hũ nhỏ. Thầy nói: tất cả những người thân của con sẽ được lên chùa nghe kinh kệ để sớm ngày đầu thai. Nói đoạn, thầy quay sang con mèo tinh và vứt một cái vòng đồng màu vàng trồng vào cổ nó. Trong phút chốc, nó đã trở về với bộ dáng mèo đen bình thường, ngoan ngoãn, chạy lại chỗ anh Hoàng, cúi đầu vào chân của anh ta. Thầy Huyền Minh lại lên tiếng: ta giao cho anh chăm sóc nó. Nếu nó làm điều gì không phải thì anh chỉ cần đọc bài chú năm xưa ta đọc cho anh là nó sẽ tĩnh tâm trở lại. Còn bây giờ chúng ta phải đi thôi. Nói rồi, thầy Huyền Minh, anh Hoàng và con mèo cứ thế bước đi về một nơi rất xa. Đến sáng hôm sau, khi người dân làng Mật tỉnh dậy thì họ thấy khu năm nhà ngói san sát nhau của ông Khải năm xưa bỗng dưng xuất hiện sừng sững, chẳng còn cây bụi tùm. Nhìn những sự lạ ấy, bọn họ biết rằng mọi oán thù đến giờ phút này đã được hóa giải, sẽ không còn sự ma quái nào nữa. Về sau, những ngôi nhà ấy đã được chính quyền người ta trưng dụng để làm nhà mẫu giáo, và tiếng cười, tiếng nói bi bô của lũ trẻ con cũng đã xóa đi những sự việc hãi hùng của nhà ông đã xảy ra trong quá khứ. Quý thính giả vừa nghe xong tập truyện ma Quán nghiệp tích tụ, tác giả Lương Duy. Đến đây, chương trình đọc truyện đêm khuya xin được tạm dừng. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc. Thân ái, chào tạm biệt.